chương 2180, kinh khủng hắc giáp chiến sĩ. Giang giác, cầm sát khuôn mặt lạnh lẽo, quanh thân nóng rực kiếm ý bốc lên, thái thượng kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ong ong run lên, mang theo nàng sông lên tận trời. Cầm sát có thể cảm giác được, cái kia tám đại hắc giáp chiến sĩ thực lực đều là cực kỳ khủng bố, hơn nữa lẫn nhau trong đó còn biết phối hợp, như là có nào đó loại hợp kích chiến trận. Nếu là bị bọn họ vây nhốt vào bên trong, chỉ sợ trận chiến này sẽ gian nan. Giết, Tám đại hắc giáp chiến sĩ đều là đồng thời bạo quát một tiếng đạo, trong con người sát cơ rừng rực, chân hạ dẫm một cái, đại địa ầm ầm rung động, bọn họ như tám đạo ngôi sao màu đen sông lên tận trời, tốc độ một chút cũng không như cầm sắt chậm. Ầm ầm, tám đại hắc giáp chiến sĩ lăng không mà lên, đồng thời oanh đánh một quyền, đem chính giữa nhất cầm sắt khóa chặt lên. Cầm sắt cảm giác được một cổ sát khí phả vào mặt, tám đại hắc giáp chiến sĩ phảng phất là phía trên chiến trường bách chiến bất tử trí cường giả, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, càng nắm giữ cực kỳ cường chiến đấu lớn bản năng, quyền ý thiên truy bách luyện, tích chứa trong đó sát khí, có thể quấy dày tâm thần của người ta, để người không tự chủ tự sẽ sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác. Vèo, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm sát vẻ mặt bất biến, thái thượng kiếm trong phút chốc ở trước mặt của nàng trải rộng ra, từng đạo từng đạo kiếm quang nổi lên, phân hóa thành tám đạo thái thượng kiếm, hướng về cái kia tám đại hắc giáp chiến sĩ lăng không vào tới. Thái thượng kiếm ác liệt vô cùng, chính là cao cấp nhất trí bảo, có thể phá diệt tất cả, chớ đừng nói chi là tích chứa trong đó minh mông thái thượng kiếm ý, phảng phất là tất cả kiếm đạo bản nguyên, ác liệt vô cùng. Cong, con, con, tranh, thái thượng kiếm cùng hắc giáp chiến sĩ va chạm, trong phút chốc phóng ra vô cùng ánh sáng, hắc giáp chiến sĩ cả người áo giáp màu đen, nháy mắt tự xuất hiện vô số đạo kiếm vết, như mạng nhện giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn phá vỡ đi ra. Nhưng hắc giáp chiến sĩ giống như chưa tỉnh, Quanh thân sát khí bốc lên, ở ngạnh kháng thái thượng kiếm một đòn phía sau, như cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cầm sắt đánh tới. Đồng thời, hắc giáp chiến sĩ quanh thân có màu đen tử khí tràn ngập, từng nét bồ chú đan xen vào nhau, để trên người bọn họ áo giáp màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản rậm rạp chằng chịt vết dạn nứt cũng đều biến mất hết. Vèo, cầm sắt một kiếm đánh ra, chân hạ có kiếm quang tràn ngập, để bóng người của nàng cũng là trở nên hơi trở nên mờ ảo, bước ra một bước như một đạo kiếm quang xuyên qua vòng trời, tự muốn xông ra hắc giáp chiến sĩ bao vây. Thái thượng kiếm bộ, xem ra ta còn là coi thường ngươi, trong hư không hoa tử dương, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thái thượng kiếm bộ chính là thái thượng đạo cung vô thượng đế thuật, trong truyền thuyết thái thượng kiếm bộ tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân thành vô thượng kiếm đạo, trong thời gian ngắn na di chư thiên, hơn nữa vô hình vô chất, căn bản không có cách nào khóa chặt cùng bắt giữ. Bây giờ, tám đại hắc giáp chiến sĩ còn không có có hình thành vây kín, một khi cầm sát lấy thái thượng kiếm bộ na di ra tám đại hắc giáp chiến sĩ ưu thế sẽ rất khó phát huy giang giác hoa tử dương trong con ngươi có màu tím thiểm điện bốc lên trong phút chốc hóa thành một đạo màu tím xích thần trật tự ngang qua vòm trời mà đến phá tan rồi hư không hướng về bóng người hư ảo cầm sát phò tới cái kia một đạo màu tím xích thần trật tự óng ánh óng ánh tràn ngập thụy khí ẩn chứa đại đạo oai ác liệt vô cùng để cầm sát đều là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt cầm trong tay thái thượng kiếm ngang trời mà đánh Oanh, thái thượng kiếm phóng ra vô lượng quang, cùng cái kia một đạo màu tím xích thần trật tự va chạm, cuối cùng bén nhọn ánh kiếm đem hoàn toàn chém nát. Nhưng bởi vậy, cầm sắt tốc độ cũng là chậm một tia, bị tám đại hắc giáp chiến sĩ đuổi theo, trực tiếp bao phủ ở trung ương nhất. Âm âm âm, tám đại hắc giáp chiến sĩ quanh thân sát khí bốc lên, như tám viên màu đen mặt trời, nháy mắt hiện lên vòng trời bên trên, lẫn nhau có một loại liên hệ thần bí, sức mạnh liên kết, cấu xây xong một mảnh thần bí kết giới, đem cẩm sắt sở hữu khả năng chạy trốn đều đoạn tuyệt. Đê tiện, cẩm sắt lạnh lùng nhìn hoa tử dương một chút, như không phải hoa tử dương ngăn cản, nàng giờ khắc này đã thoát khỏi tám đại hắc giáp chiến sĩ vây kín, khi đó nàng lại tiêu diệt từng bộ phận, tự dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắc giáp chiến sĩ tạo thành vây kín, hơn nữa chiến trận lực lượng hoàn toàn bạo phát, nàng còn muốn tưởng lao ra, thậm chí đánh bại hắc giáp chiến sĩ, tự chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này hoa tử dương quá vô sỉ, tám cái thủ hạ đánh một cô gái cũng đã đủ không biết xấu hổ, hắn lại vẫn tự mình ra tay. Mọi người cũng đều là khinh thường hoa tử dương làm người, trong lòng bụng phỉ báng đạo, nhưng cũng không có một người dám xuất khẩu đến lên tiếng ủng hộ cầm sắt. Âm âm âm, màu đen mặt trời bên trong, tám đại hắc sát chiến sĩ khí thức đều trở nên cực kỳ kinh khủng lên, bọn họ ra tay tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu chí mệnh, quyền ấn che ngập bầu trời bao phủ xuống, để cầm sắt không có một chút nào tránh né chỗ trống cầm sắt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, thái thượng kiếm phóng ra bén nhọn kiếm quang, chiếu sáng chung quanh hắc ám, cùng cái kia từng đạo từng đạo ánh quyền va chạm, phá mở quyền ấn, bùng nổ ra nóng rực thần quang gợn sóng. Này tám đại hắc giáp chiến sĩ, từng cái đều không sợ chết, thường thường đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, tình nguyện trên người bị cầm sắt đâm hơn mấy cái lỗ thủng, cũng chặn đánh bên trong cầm sắt. Một mực, bọn họ tám người lẫn nhau trong đó tạo thành cường đại chiến trận chi giới, đem cầm sắt khốn ở trong đó, để cầm sát bén nhọn kiếm pháp cùng với thân pháp không cách nào triển khai ra, lộ ra hết sức bị động. Táng thiên bảo quan bầu trời, đại chiến kịch liệt bạo phát, cái kia có khí thế kinh khủng, để phía dưới tất cả mọi người là cảm giác được tâm thần rung động không ngớt. Chỉ là người tinh tường đều có thể nhìn đến, cầm sát đã rơi vào hạ phong, trên người cũng đã trúng vài đạo quyền ấn, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Này chút hắc giáp chiến sĩ không sợ chết, bọn họ cũng không sợ táng thiên bảo quan xóa bỏ, vậy thì chỉ có một khả năng. Bọn họ, nguyên bản là đã chết, cầm sát trong con người phong mang lóe lên, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Táng thiên bảo quan xóa bỏ tất cả dám ở chỗ này động thủ sinh linh, mà hắc giáp chiến sĩ nếu như người chết, cái kia táng thiên bảo quan đối với bọn họ xóa bỏ cũng chưa có bất kỳ tác dụng gì. Cái này cũng là cầm sát quan sát được tình huống, này cũng có thể giải thích vì sao hắc giáp chiến sĩ như vậy không sợ chết. Thậm chí ở bên trong thân thể thái thượng kiếm phía sau, vẫn có thể liều mạng giết hướng về cầm sắt, hơn nữa trên thân thể thương thế trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn chính là không biết bọn họ là hoa tử dương luyện chế con rối vẫn là trong truyền thuyết cương thi bộ tộc cẩm sát trong lòng âm thầm suy nghĩ nàng tuy rằng rơi vào hạ phong nhưng như cũng đang kiệt lực chống đối đồng thời đang quan sát này tám đại hắc giáp chiến sĩ nội tình nghĩ muốn tìm cơ hội giết ngược lại trong truyền thuyết cương thi bộ tộc không ở trong ngũ hành không thuộc về bất kỳ sinh linh tộc quần nhưng thực lực nhưng cực kỳ khủng bố đặc biệt là trong đó chí cường giả coi như là thân thể bị đánh nát, cũng có thể tích huyết trọng sinh, căn bản là là thân thể bất tử. Cái này cùng trước mắt tám đại hắc giáp chiến sĩ hết sức tương tự. Giống, bỗng nhiên, trước mắt tám đại hắc giáp chiến sĩ đồng thời hướng về cầm sắt vào tới, sau đó không trung bạo phát ra một luồng giống giận kinh thiên động địa tiếng. Chương 2181, Hắc thần cương thi. Âm ầm, trong thiên địa phảng phất lại một đạo sấm sét nổ ra, hắc giáp chiến sĩ gào thét tiếng, như là thượng cổ thần ma rít gào, ẩn chứa vô biên sức mạnh hủy diệt, trong đó hàng loạt sóng âm tràn ngập ra, hướng về cẩm sát trong óc vò tới, nghĩ muốn đem nguyên thần của nàng trực tiếp đập vỡ tan. Một trận này đột nhiên sóng âm công kích, để cầm sắt đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nháy mắt cả người rung mạnh, sắc mặt có chút tái nhợt lên. Cư việc nguyên thần của nàng cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có âm dương nhị khí bảo vệ, nhưng này một luồng sóng âm ẩn chứa cực mạnh sát khí cùng tự ý, phảng phất ngàn tỷ thần ma gào thét, có thể đập vỡ tan vùng thế giới này để nguyên thần của nàng cũng là được trình độ nhất định tổn thương. Mà cái kia tám đại hắc giáp chiến sĩ không có cho cầm sắt cơ hội phản ứng, trực tiếp nghiêng người thẳng tới, quanh thân hiện ra màu đen tử khí, hai tay cùng hai chân tất cả đều có bén nhọn móng vuốt sinh trưởng mà ra, còn có xanh biếc bộ lông, lộ ra vô cùng quỷ dị, bay thẳng đến cầm sắt chộp tới. "Con, con, con!" Cầm sắt cố nén đầu mê muội, cầm trong tay thái thượng kiếm chống đối, hắc giáp chiến sĩ bén nhọn móng vuốt cùng thái thượng kiếm va chạm, dĩ nhiên bạo phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung. Phốc, cuối cùng, cẩm sắt vẫn còn bị một vị hắc giáp chiến sĩ móng vuốt quào chảy cánh tay, nháy mắt miệng vết thương tựu bao phủ một tầng khói đen, đồng thời hướng về trong cơ thể nàng cực tốc lan tràn mà tới. Cẩm sắt sắc mặt hơi đổi, chập ngón tay như kiếm, âm dương thần quang từ lòng bàn tay của nàng bên trong bắn ra, ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, nháy mắt điểm vào cánh tay của nàng bên trên, sau đó hướng về hạ lôi kéo, cánh tay nàng trong độc tố hóa thành một đạo huyết kiếm, bị âm dương thần quang bao vây lấy trực tiếp bắn đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật quỷ gì kịch độc, quả nhiên là cương thi bộ tộc, cầm sắt ánh mắt vô cùng băng lãnh, tuy rằng kịch độc hóa giải, nhưng nàng một cánh tay cũng là trở nên cực kỳ mất cảm giác, mất đi bộ phận sức chiến đấu. Giống, tám đại hắc giáp chiến sĩ, giờ khắc này phảng phất trở nên cực kỳ điên cuồng lên, trong miệng phát ra kinh khủng gào thét tiếng, đồng thời bén nhọn móng vuốt hướng về cầm sắt không ngừng công kích mà đến còn như dã thú cuồng bạo như thế. Cầm sắt không ngừng chống đối, nhưng nàng nhưng phát hiện cánh tay càng ngày càng ngứa, dĩ nhiên hướng về của nàng cả người lan tràn mà đến, để hành động của nàng đều là trở nên chậm trễ. Cương thi chi độc, cũng chưa hề hoàn toàn hóa giải. Cầm sắt sắc mặt có chút khó coi, thậm chí nổi lên một tia không bình thường màu xanh lục, môi của nàng cũng là bắt đầu biến thành đen lên, cánh tay đều đang khẽ run. Cầm sắt thánh nữ, người vẫn là từ bỏ chống lại đi liên tay của ta hạ ngươi đều đánh không lại, còn làm sao theo ta đánh một trận? ngoan ngoãn theo ta trở lại, làm ta phi tử, chờ ta chứng đạo thành đế, ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ đế phi, làm sao? Hoa Tử Dương khẽ mỉm cười nói, hắn có thể đủ nhìn thấy cẩm sắt bây giờ trạng thái hết sức không tốt, đã là cung dương hết đà, lúc nào cũng có thể bị hắc giáp chiến sĩ đánh bại. đối với hắc giáp chiến sĩ trên người cương thi chi độc, so với hắn ai đều muốn giải, đừng nói là cẩm sắt, coi như là thánh nhân chúng loại độc này đều không có có bất kỳ biện pháp nào. Mà vừa nghĩ tới thái thượng đạo cung băng thanh ngọc khiết thánh nữ, sẽ bị hắn bắt về hoa tộc, tùy ý hắn trả đạp, trong lòng hắn tự vô cùng hưng phấn. Ngươi, chớ muốn, cầm sắt cắn răng nói, âm ầm, trong tay nàng thái thượng kiếm bỗng nhiên phóng ra vô lượng quang, càn quét ra, đem cái kia tám đại hắc giáp chiến sĩ toàn bộ bước lui, sau đó nàng quanh thân tỏa ra một luồng cực kỳ khí thức kinh khủng gợn sóng. Sau lưng cầm sắt, màu trắng đen thần quang đan dệt, âm dương nhị khí tràn ngập, lờ mờ nổi lên một mảnh cổ xưa thế giới xa lạ. Âm dương biến, khai thiên tích địa, theo cẩm sát quát khẽ một tiếng, mình mông sức mạnh ầm ầm bộc phát ra, sau lưng nàng âm dương nhị khí đan sen sông lên tận trời, như một đen một trắng hai con thần long, tản ra một đời không ai bị nổi khí tức gợn sóng. Bốn phía hư không đều đang kịch liệt chấn động lên, không gian vặn vẹo, sương mù hỗn độn tràn ngập, làm cho nàng bốn phía đều là tràn đầy cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, giống như là một tòa sẽ phải phun ra núi lửa như thế. Không được, hoa tử dương biến sắc mặt, một loại khiếp đảm gợn sóng dâng lên trong lòng. Oanh, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng, cầm sát quanh thân âm dương nhị khí ầm ầm một chút phá nát ra, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền như thế, bốn phía hư không đều là đồng thời nổ vỡ đi ra. Hỗn độn quang bốc lên, lôi đình rừng rực, đại đạo pháp tắc trở nên cực kỳ hỗn loạn, hết thảy đều phản phất hóa thành hỗn độn một bộ phận, đều hoàn toàn không tồn tại. Đứng mũi chịu sao tự nhiên chính là cái kia tám đại hắc giáp chiến sĩ, cả người áo giáp màu đen ầm ầm một hồi tự hoàn toàn sụp đổ rồi ra, lộ ra mặt mũi thật của bọn họ. Đó là tám tôn cao hơn một trượng quái vật hình người, cả người mọc đầy đen nhánh bộ lông, hai tay cùng hai chân đều dài móng vuốt sắc bén, lập lè xanh biếc ánh sáng. Sắc mặt của bọn họ đều là vô cùng dữ tợn, con mắt đỏ như máu cực kỳ, quanh thân khí tức vô cùng cuồng bạo, tản ra một loại không sợ chết sát khí. Đây chính là cương thi bộ tộc, hơn nữa còn là sẽ phải tiến hóa thành thánh nhân hắc thần cương thi. Vèo. Hoa tử dương nghĩ cũng không nghĩ, trong lòng bàn tay có một đạo màu đen đại kỳ ngang trời mà đi, bao phủ ở cái kia tám tôn hắc thần cương thi trên người, chống đối âm dương nhị khí sức mạnh hủy diệt. Âm âm, tám tôn hắc thần cương thi đều là kịch liệt run rẩy bọn họ hình thành chiến trận kết giới ầm ầm phá vỡ đi ra, cả người đều là xuất hiện từng vết nứt, như không phải cái kia một đạo màu đen đại kỳ bảo vệ, bọn họ sợ rằng cũng phải ở đòn đánh này chi hạ, bị triệt để phai mờ. Âm dương thiên công trong cấm chiêu sao, cầm sát thánh nữ, người cũng thật là khiến ta giật mình a à, nhưng người bây giờ còn có phản kích sức mạnh sao hoa tử dương vẻ mặt vô cùng lạnh lùng khí thế quanh người khủng bố cuồn cuộn mất trời chậm rãi cất bước hướng về cầm sắt đi tới cầm sắt thân ảnh có chút run rẩy sắc mặt trắng bệch cực kỳ này một chiêu âm dương biến đúng là âm dương thiên công trong cấm chiêu lấy tu vi của nàng nguyên bản còn không có cách nào triển khai cường hành bạo phát ra đến lực lượng mạnh làm cho nàng cũng là được to lớn phản phệ mà giờ khắc này đối mặt với hoa tử dương nàng đúng là không có có tái chiến lực lượng hoa tử dương Người vẫn là vô sỉ như vậy cẩm sắt lạnh lùng nói ra trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ vô liêm sỉ ha 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 bất quá là được làm vô thua làm giặc thôi người yếu từ đến đều chỉ sẽ cho mình tìm mượn cỡ mà cường giả trung quy muốn chúa tể thế giới này không ai có thể cứu được ngươi ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi hoa tử dương cười ha ha một tiếng nói ánh mắt bên trong tràn đầy tà dị vẻ ngang trời lấy tay hướng về cầm sắt chộp tới. Âm ầm, nhưng ngay lúc này, Táng Thiên Bảo Quan bầu trời kịch liệt rung động, ngàn tỷ trượng thần quang ầm ầm nổ ra, trực tiếp xuất hiện một mảnh to lớn hư không vòng xoáy, năm bóng người từ trong đó hiện ra. Hoa Tử Dương, người muốn chết? Một đạo thanh âm lạnh như băng ở vòm trời bên trên vang lên, ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý, hóa thành một đạo bao phủ thiên địa vô địch quyền ấn, hướng về Hoa Tử Dương chấn đẻ ép xuống. Chương 2182, thù mới hận cũ từ hư không vòng xoáy bên trong đi ra người, tự nhiên chính là Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Phong Thanh Dương cùng dạ mộng năm người. Lăng Tiêu không nghĩ tới, hắn mới vừa đến táng thiên bảo quan, liền thấy cầm sắt sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, mà đối diện Hoa Tử Dương con dòng chính tay chụp vào cầm sắt. Mặc dù không biết vì sao Hoa Tử Dương lại ở chỗ này, nhưng Lăng Tiêu ngay lập tức sẽ là lửa giận cuồn cuộn ngất trời, trong lòng hiện ra sát ý vô tận, bay thẳng đến Hoa Tử Dương ra tay rồi. Âm âm âm. Lăng Tiêu từ trên trời giáng xuống, quanh thân minh mông quyền ý phun trào, thi triển ra thiên đế chi quyền, khí thế quanh người minh mông vô cùng, khác nào một vị đại đế cổ đại muốn tiêu diệt chư thiên cường địch. Long Ngạo Thiên, Hoa Tử Dương đầu tiên là kinh sợ, thế nhưng làm hắn nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, cũng là lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt, nháy mắt bạo phát toàn bộ sức mạnh, nghênh không hướng về Lăng Tiêu lướt đi. Hắn sở dĩ rơi xuống hiện tại kết cục này, đều là bởi vì Lăng Tiêu, vì lẽ đó ngày khác đêm nhớ nghĩ, tựu là muốn tự tay đem lăng tiêu chu diệt. Hai người đều là nén giận một đòn, bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất, mình mông cuồn cuộn va chạm vào nhau. Giang giác, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không ầm ầm một hồi phá nát ra, một đạo dài vạn dặm khe lớn xuất hiện ở vòng trời bên trên, hư không vô tận loạn lưu cùng hỗn độn khí phun trào, như núi lửa phun trào, ẩn chứa vô tận sức mạnh hủy diệt. Lăng tiêu cùng hoa tử dương đều là cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra. Vèo, lăng tiêu dựa vào cái kia cỗ lực phản chấn, đồng thời triển khai na di bí thuật, trực tiếp tung trời mà đến, đem sắc mặt tái nhợt cẩm sắt một hồi bế lên. Cẩm sắt, người không sao chứ? Lăng tiêu có chút lo lắng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ mặt ân cần. Ngươi là, cẩm sắt mở miệng, thế nhưng ở cùng lăng tiêu mắt đối mắt một sát na, bỗng nhiên một hồi ngây ngẩn cả người. Đôi mắt kia sáng sủa, óng ánh, nhưng cũng ẩn chứa yên lặng thâm tình, phảng phất trong ánh mắt chỉ có cẩm sắt một người, lại cũng không có có bất kỳ người nào khác tồn tại cẩm sắt bỗng nhiên biết tại sao hắn cảm giác được đôi mắt kia quen thuộc như vậy bởi vì đôi mắt kia chủ nhân chính là lăng tiêu cẩm sắt cũng còn tốt người không có chuyện gì nếu như người thật sự đã xảy ra chuyện gì hoa tử dương coi như là chết một 100 trăm lần một ngàn lần đều chuộc không được tội lỗi của hắn lăng tiêu cũng không có có chú ý tới cẩm sắt dị dạng mà là kiểm tra cẩn thận một chút cẩm sắt thương thế phát hiện thương thế của nàng cũng không tính là thái quá nghiêm trọng mà trong cơ thể cương thi chi độc cũng đang bị âm dương nhị khí chậm rãi nuốt chừng lăng tiêu trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta không sao có thể trước tiên thả ta xuống sao cẩm sắt thần xác bình tĩnh nói ra trong con người có một tia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cùng xa cách ồ oh, tốt lăng tiêu nhìn thấy cẩm sắt ánh mắt không khỏi trong lòng đau xót nghĩ tới trước mắt cẩm sắt đã sớm quên mất qua lại tất cả liền vội vàng đem cẩm sắt để xuống lăng tiêu các ngươi làm sao sẽ tới ở đây cẩm sắt nhàn nhạt hỏi nàng tuy rằng nhìn bề ngoài rất lạnh lùng nhưng nỗi lòng đã có chút rối loạn đặc biệt là ở nàng nhìn thấy lăng tiêu chính là đôi mắt kia chủ nhân thời gian nàng bỗng nhiên đang nghĩ lăng tiêu đã từng nói cái kia chút chẳng lẽ đều là đúng sao trước mắt cái này lăng tiêu chính là nàng đã từng người yêu sao cẩm sắt tu luyện thái thượng vong tình đạo mấy chục năm qua bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào ảnh hưởng nỗi lòng của nàng nhưng chẳng biết vì sao vừa nhìn thấy trước mắt nam tử này lòng của nàng cũng có chút rối loạn nàng không biết nên làm sao đi mặt với trước mắt cái này người. nàng chính là cẩm sắt sao? đẹp quá ha. dạ mộng nhìn trước mắt cẩm sắt hơi sướng sờ, tuy rằng nàng cũng tự tin dung nhan tuyệt thế, nhưng giờ khắc này nhìn thấy cẩm sắt, cái kia loại phong hoa tuyệt đại khí chất, làm cho nàng dĩ nhiên sinh ra một loại tâm không bằng cảm giác. chúng ta đương nhiên là tới tìm ngươi. cẩm sắt, tên khốn kiếp này là ai? lại dám ra tay với ngươi? nhìn lão tử không đem đầu của hắn vặn hạ xuống làm cái bô lão sơn dương có chút lấy lòng chạy tới quay về cẩm sắt nhe răng trợn mắt cười nói ngươi là ai cẩm sắt trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc để lão sơn dương sắc mặt nháy mắt liền sụp đổ lên cẩm sắt người quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ ta là lão sơn dương a cái này là vô lương đạo nhân mũi châu lão đạo chúng ta đều là lăng tiêu huynh đệ tốt ngươi dĩ nhiên không nhớ rõ chúng ta ta thật đau lòng a lão sơn dương vẻ mặt đưa đám gào to Lão Sơn Dương, đừng ở chỗ này mất mặt, cầm sắt liền lăng tiêu đều không nhớ rõ, có thể nhớ tới ngươi mới là lạ. Bất quá cái tên này dám đối với chúng ta cầm sắt động thủ, ta nhìn hắn là chán sống a. À. Vô lương đạo nhân cười lạnh một tiếng đạo, nhìn về phía hoa tử dương trong con ngươi lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Nói không sai, làm hắn, lão Sơn Dương cũng là không có hảo ý nhìn chằm chằm hoa tử dương nói. Hoa tử dương không có có phản ứng một sướng một họa lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân, ánh mắt rơi vào lăng tiêu trên người cười lạnh nói long ngạo thiên ta trước nghe nói người chết ở hai vị thái thượng trưởng lão trong tay còn đang tiếc nuối không thể tự tay giết ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sống sót đi tới hỗn độn cổ địa rất tốt hôm nay chúng ta trước thù thù cũng cùng tính một lượt người muốn chết như thế nào trong mắt của hắn bên trong tràn đầy không hề che giấu chút nào sát ý, vừa nghĩ tới trước ở chặn giết lăng tiêu thời điểm ngược lại bị lăng tiêu đuổi chật vật mà chạy trong lòng hắn tự tràn đầy sỉ nhục lớn lao Hoa Tử Dương, người cái này bại tướng dưới tay, trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại dám ra tay với cẩm sắt Hôm nay tiểu đem ngươi mệnh ở lại đây đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cẩm sát làm cho thân thiết như vậy, đây sẽ không là ngươi nhân tình chứ? Cẩm sát thánh nữ, không trách ngươi không nguyện ý tiếp thu ta, không nghĩ tới hóa ra là đã có thân mật. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy băng thanh ngọc khiết, tốt một đôi cầu nam nữ. Hôm nay tiểu để bản đế tử đưa các ngươi làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Hoa tử dương cười lạnh nói, cái kia tám đại hắc thần cương thi, trước tuy rằng bị cẩm sát âm dương biến trọng thương, nhưng bọn họ vốn là không chết chi thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, trong thời gian ngắn thương thế cũng đã khỏi rồi, quanh thân sát khí tràn ngập, nhìn chòng chọc vào cẩm sát cùng lăng tiêu đám người, tràn đầy vẻ cưu hận. Hoa tử dương có thể nhìn ra, lăng tiêu, lão sơn dương, vô lương đạo nhân cùng với phong thanh dương thực lực đều không yếu, chỉ có dạ mộng là cửu chuyển bán thánh tu vi, nhưng hắn vẫn phảng phất có nào đó loại dựa dẫm một chút cũng không có có đem lăng tiêu đám người để ở trong mắt. Nơi nào thả ra cẩu vật, hôm nay ăn cứt không có có lau miệng sao, thực sự là thối quá, lão tử thật muốn xé nát hắn miệng chó. Lão Sơn Dương chê cười nói, người quá đề cao hắn, mặt hàng này, liền chó đều không ăn. Vô lương đạo nhân phụ họa nói, cùng lão Sơn Dương kẻ sướng người họa, để hoa tử dương sắc mặt tái xanh, tức giận đến sắp nổ. Không thể không nói, luận đánh pháo miệng, mười ngàn cái hoa tử dương đều không phải là lão sơn dương đối thủ cũng chỉ có bạch long mã có thể cùng lão sơn dương ganh đua cao thấp rất tốt các ngươi hoàn toàn chọc giận ta đã như vậy vậy các ngươi tự đem mệnh tất cả đều ở lại đây đi lần này không ai có thể cứu được các ngươi hoa tử dương lạnh giọng nói trong con người sát ý còn như thực chất giống như vậy quanh thân đều tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng gợn sóng chương hai tái chiến hoa tử dương giết 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 hoa tử dương sau lưng tám đại hắc thần cương thi, trong miệng đồng thời bạo nổ uống, mỗi một đạo chữ sát đều ẩn chứa sát ý ngập trời, phảng phất có thể xé rách tất cả. Hơi thở của bọn họ cùng hoa tử dương dung hợp lại cùng nhau, trở nên cực kỳ khủng bố, để chung quanh hư không đều có chút nhăn nhó, hào quang màu đen sông lên tận trời, xu thế không thể đỡ. Mọi người chung quanh đều là cảm giác được khắp cả người sinh lạnh, như là bị nào đó loại thái cổ hung thú nhìn chăm chú vào như thế, cả người đều có chút không dễ chịu, Long Ngạo Thiên cùng Hoa Tử Dương sao? Hai người này nhưng là túc mệnh đại địch, bất quá Hoa Tử Dương đã từng thua ở Long Ngạo Thiên trong tay, hắn đây là có cái gì dựa dẫm sao? Ai có thể nói chúng đây? Hoa Tử Dương thủ hạ, dĩ nhiên có thượng cổ cương thi bộ tộc cường giả cống hiến, nhất định là chiếm được cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Trận chiến này đến tột cùng làm sao, e sợ rất khó nói chuẩn A. Tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến, có lẽ có thể để cho chúng ta nhìn được nhất tuyến thiên máy móc, tìm tới đột phá đến đạp thiên tam cảnh đường mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ chờ mong, đều là cảm giác được đem phải chứng kiến đến một hồi khoáng cổ thước kim đại chiến kịch liệt. Bây giờ trong nhân tộc, thiên tử tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, thậm chí ở chư thiên vạn giới ngàn tỷ chủng tộc bên trong đều là nổi bật nhất tồn tại, có rất nhiều người đều cho rằng thiên tử là có hy vọng nhất trở thành thiên tuyển chi tử người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở thiên tử bên dưới, chính là các đại thánh tử thiên kiêu yêu nghiệt, ẩn thế đế tộc đế tử, Lăng tiêu cùng hoa tử dương cùng thuộc về này liệt, đều là bị mọi người cho rằng có tư cách cạnh tranh thiên tuyển chi tử người. Này hai đại thiên kiêu muốn triển khai đại đối quyết, thậm chí có thể là cuộc chiến sinh tử, tự nhiên để tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân, phong thanh dương, cái kia tám cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật tự giao cho các ngươi, hoa tử dương ta tự mình đối phó với. Lăng tiêu thản nhiên nói, kha kha, người cứ yên tâm đi, lão tử liền người đều ăn qua, chính là chưa từng ăn cương thi, hôm nay lão tử vẫn đúng là muốn thử một chút, này cương thi là tư vị gì? Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói, không có hảo ý nhìn chằm chằm tám tôn hắc thần cương thi. Dám đối với cẩm sát sư muội động thủ, mấy tên khốn kiếp này đều đáng chết. Phong Thanh Dương cũng là lạnh giọng nói, không có gì đáng nói, làm thịt bọn khốn kiếp kia. Vô lương đạo nhân cười lạnh một tiếng đạo, dẫn đầu xuất thủ. Âm âm, hắn một trường đánh ra, trong lòng bàn tay nóng rực thần quang bốc lên, có sơn hà vạn trường, có thiên địa vô cực, có vạn dặm sóng biển, ẩm ẩm hướng về tám đại hắc thần cương thi chân áp xuống. Lão Sơn Dương cùng Phong Thanh Dương cũng đều là ánh mắt hơi động, đồng thời ra tay rồi. Bọn họ quanh thân khí thế cuồn cuộn, toàn bộ cũng có đạp thiên tam cảnh sức chiến đấu, giờ khắc này toàn lực bạo phát, cái kia cỗ khí tức kinh khủng đem vòng trời đều bao phủ lại. Giết, tám đại hắc thần cương thi khi lấy được hoa tử dương bầy mưu đặt kế phía sau, từng cái từng cái ánh mắt đỏ như máu, cùng vô lương đạo nhân, Lão Sơn Dương, Phong Thanh Dương ba người chiến đến cùng một chỗ. Trong hư không, bạo phát ra cực kỳ kịch liệt đại chiến. Nhưng Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều là giống như chưa tỉnh, ánh mắt rừng rực cực kỳ, lẫn nhau nhìn chăm chú, quanh thân đều có một cỗ khí thế kinh khủng đang tích góp cùng bốc lên, phảng phất vì thời có thể bộc phát ra. Đây là thiên cảnh khí tức, ngăn ngắn thời gian 3 năm, thậm chí ngay cả tiếp theo phá vỡ hai lần cực hạn, tấn thăng đến thiên cảnh, hơn nữa còn có hắc thần cương thi bảo vệ, xem ra cái này hoa tử dương đúng là chiếm được không nhỏ tạo hóa lăng tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ chiến ý càng phát rừng rực lên hắn có thể đủ từ hoa tử dương trên người cảm giác được một loại áp lực mạnh mẽ thời khắc này hoa tử dương dĩ nhiên có chút tương tự với lăng tiêu đã từng thấy qua thiên tử tự tin vô địch phảng phất có thể quét ngang tất cả có thể đánh vỡ ba lần cực hạn ngừng tụ nhân tôn địa tôn cùng thiên tôn coi như là ở toàn bộ hỗn độn cổ địa bên trong e sợ đều không có mấy người mà trước mắt hoa tử dương làm xong rồi long ngạo thiên ngươi không phải nắm giữ vô địch thân thể sao vậy thì nhìn một chút của người nào thân thể càng mạnh hơn hoa tử dương lạnh lùng nói ra quanh thân khí tức bốc lên đến rồi cực hạn theo hắn một tiếng hét lớn cả người sức mạnh kinh khủng như là tìm được một cái phát tiết điểm hóa thành một đạo màu tím quyền ấn ngang trời đánh về lăng tiêu ầm 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 hoa tử dương quanh thân màu tím thần quang mãnh liệt lại có màu đen tử khí tràn ngập hào quang màu tím đen bên trong để mặt mũi hắn xem ra quỷ dị uy nghiêm. Thuần túy thân thể lực lượng bạo phát, để hư không kịch liệt rung động, trong phút chốc ngưng tụ thành quyền ấn, ngang dọc vô cùng, hướng về lăng tiêu lồng ngực rơi xuống. Giết, lăng tiêu cũng là không có chút nào lưu thủ, một quyền đánh về hoa tử dương, màu vàng quyền ấn như một viên từ từ dâng lên thái dương, phóng ra vô tận quang cùng nóng. Giang giác, hai quyền chạm nhau, hư không ầm ầm một hồi phá nát ra, lăng tiêu cùng hoa tử dương quanh thân có hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, che đậy thân ảnh của hai người. Lăng tiêu cả người chấn động, cảm thấy hoa tử dương thân thể vô cùng kiên cố, tràn ngập một loại bất hủ gợn sóng, dĩ nhiên chút nào đều không yếu hơn hắn trên bao nhiêu. Đây là, cương thi bộ tộc khí tức, lăng tiêu trong lòng hơi động, cảm giác được hoa tử dương quanh thân cái kia cỗ màu đen khí tức, cùng hắc thần cương thi cực kỳ tương tự. Nhưng hoa tộc chính là nhân tộc, thiên đồ đại đế càng là nhân tộc vô thượng đại đế, chẳng lẽ hoa tử dương dĩ nhiên bỏ qua nhân tộc huyết mạch, trở thành cương thi bộ tộc sao? Lăng tiêu rút lui ra, toàn bộ chân người hạ lóe lên, triển khai na di bí thuật trực tiếp phóng lên trời, một trường ngang trời hướng về hoa tử dương chân áp xuống. Hoa tử dương vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, lăng không một chảo chụp vào lăng tiêu cánh tay, đồng thời một cước đá ra, hư không đều truyền đến một trận nổ đùng tiếng. Con, lăng tiêu bàn tay hóa thành một đạo trưởng đao rơi xuống, cùng hoa tử dương móng vuốt va chạm, bạo phát ra sáng chói hỏa tinh, đồng thời hắn khác một cái tay nắm tay, cùng hoa tử dương một cước đụng vào nhau. Hoa tử dương quanh thân, tràn ngập một loại màu đen gợn sóng, khí thế ấy càng phát rõ ràng lên. Rất rõ ràng, chính là cương thi bộ tộc khí tức. Hoa tử dương, người dĩ nhiên bỏ qua nhân tộc huyết mạch, trở thành cương thi bộ tộc. Người xứng đáng thiên đô đại đế sao? Lăng tiêu cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Hoa tộc chính là nhân tộc đế tộc, bởi vì thiên đô đại đế chính là nhân tộc chính đế một trong, để hoa tộc hưởng thụ vô tận vinh quang, tuy rằng hoa tộc có chút hậu bối đệ tử chẳng ra gì, nhưng mọi người xem ở thiên đô đại đế mặt mũi của, đối với hoa tộc vẫn tính là vô cùng bao dung. Mà bây giờ, nhìn thấy hoa tử dương dĩ nhiên bỏ qua hoa tộc huyết mạch, để lăng tiêu trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Người nói nhăng gì đó, ta chỉ là tu luyện cương thi bộ tộc thần thông thôi. Này chính là cương thi bộ tộc tướng thần thân thể, không phải cương thi bộ tộc huyết mạch, người thiếu vô hại ta. Nghe được lăng tiêu phía sau, Hoa tử dương sắc mặt lúc này cũng có chút thay đổi, lạnh giọng phản bác. Tướng thần thân thể sao? Rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi tướng thần thân thể mạnh bao nhiêu. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, cũng không có phản bác hoa tử dương, dù sao hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không có cách nào xác định hoa tử dương là có hay không bỏ qua nhân tộc huyết mạch. chương 2184, tướng thần thân thể. Ngang, lăng tiêu quanh thân có tiếng rồng ngâm bộc phát ra, ở sau người hắn màu vàng hào quang óng ánh lóa mắt, nổi lên một cái màu vàng thần long, quay quanh ở hắn quanh thân, để hắn xem ra vô cùng uy nghiêm mà thần bí. Quanh thân khí huyết sôi trào, mênh mông như biển rộng giống như vậy, thậm chí bắt đầu nóng rực bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ sức mạnh kinh khủng bắt đầu thức tỉnh rồi. Lăng tiêu thân thể mạnh mẽ vô cùng, lấy hỗn độn rèn luyện thân thể, đồng thời đem tổ long bí thuật tu luyện đến tầng thứ 6 thần long chi thể đại viên mãn, đã đạt đến cái cảnh giới này cực hạn. Hắn giờ khắc này toàn lực thôi thúc, bạo phát ra cực hạn sức mạnh cùng hoa tử dương một trận chiến ầm um, lăng tiêu cùng hoa tử dương bỗng nhiên va chạm vào nhau giống như là một viên màu vàng mặt trời cùng một viên màu đen mặt trời đồng thời nổ ra bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng thần quang bão táp hoa tử dương xông lên tận trời quanh thân hào quang màu tím đen rừng rực lóa mắt như là nhấc lên một luồng màu đen bão gió ngón tay dài ra màu đen móng vuốt sắc bén mà kiên cố hướng về lăng tiêu buồng tim chộp tới lăng tiêu một đạo trưởng đao đánh xuống cùng hoa tử dương móng vuốt pha chạm, trong hư không một trận nổ đùng, hoa tử dương móng vuốt nháy mắt bạo tăng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nghĩ muốn nháy mắt xuyên thủng lăng tiêu lồng ngực. Vèo, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu hơi trao đảo một cái, trong hư không phảng phất xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, hắn tránh ra hoa tử dương móng vuốt, một cước lăng không đá về phía hoa tử dương đầu. Một cước này sức mạnh vô cùng khủng bố, gần như có thể phá diệt này một thế giới, coi như là một ngọn núi cao cũng có thể trực tiếp đạp thành bột mịn. Hoa tử Dương hai tay quét ngang mà ra, trên cánh tay có màu đen lân giáp hiện ra, bỗng nhiên cùng Lăng Tiêu chân va chạm vào nhau. Ầm, um, Lăng Tiêu bị Hoa tử Dương trên cánh tay sức mạnh bùng lên chấn động bay ra ngoài, mà Hoa tử Dương nhưng là nghiêng người thẳng tới, lợi trảo giữ tợn, bắn ra từng đạo từng đạo màu đen xích thần trật tự, hướng về Lăng Tiêu mắt cá chân quấn quanh mà tới. "Giống, đồng thời, Hoa tử Dương trong miệng bạo phát ra một cố kinh khủng rít gào." cường đại sóng âm bỗng nhiên hướng về lăng tiêu mi tâm phóng tới, muốn đâm thủng hắn thức hải, trực tiếp đem nguyên thần của hắn đập vỡ tan. Cút đi, lăng tiêu trong con người phong mang vô cùng, đôi trên đùi tóe ra một đạo đạo ngọn lửa màu vàng óng, thôn thiên chi hỏa bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia chút màu đen xích thần trật tự bao phủ lại, bắt đầu cháy hừng hực. Lăng tiêu phảng phất không có có bị đến bất kỳ sóng âm thần thông ảnh hưởng, triển khai na di bí thuật, nháy mắt xuất hiện ở hoa tử dương phía sau, một quyền hướng về hắn sau lưng đánh tới. Oanh, Hoa Tử Dương cũng là không nghĩ tới, hắn cái kia khủng bố ngập trời cương thi giống, dĩ nhiên không có có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hơi hơi trần chờ trong nháy mắt, đã bị Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội xuất hiện ở phía sau, một quyền đưa hắn oanh cả người lảo đảo lên. Giết, Lăng Tiêu bắt được cơ hội, quanh thân mình mông lòng uy bộc phát ra, hắn quyền ra như rồng, mỗi một quyền bên trong đều phảng phất có một cái màu vàng thần long ngang trời bay ra, đầy trời đều là quyền ấn cùng long ảnh, phô thiên cái địa hướng về Hoa Tử Dương kéo tới. Oanh, oanh oanh hoa tử dương tuy rằng cật lực chống đối nhưng là bởi vì mất đi tiên cơ trên người vẫn là bị vài đạo quyền ấn màu đen tử khí tản ra trên người màu đen lân giáp đều sụp đổ rồi hắn trên lồng ngực xương sườn đều là đứt rời thế nhưng quanh người hắn tử khí tràn ngập thần bí lực lượng pháp tắc lưu động để thương thế của hắn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu thật là cường đại tướng thần thân thể lăng tiêu trong lòng cũng là khẽ chấn động hoa tử dương thân thể xác thực vô cùng mạnh mẽ không như lăng tiêu thân thể phải yếu hơn bao nhiêu, mấu chốt nhất là tướng thần thân thể dĩ nhiên có một loại cấp tốc khỏi hẳn công năng, phảng phất bị xé thành phấn vụn, cũng có thể nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này là lăng tiêu cũng so ra kém, chỉ ít hắn bị vết thương trí mệnh phía sau, không thể có nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Hơn nữa, hoa tử dương nguyên bản chính là đế tộc huyết mạch, có hoa tộc vô thượng thiên phú thần thông, vạn pháp bất xâm, có thể chống đối thần thông pháp tác tập kích. Hoa tử dương trên người vạn pháp bất xâm thiên phú, phảng phất cùng tướng thần thân thể hợp thành một thể, để hắn trong lúc phất tay, cũng có khó lường thần uy, có thể miễn dịch phần lớn pháp tắc công kích. Chỉ là thân thể lực lượng, hoa tử dương cũng đã vô cùng biến thái, so với trước lăng tiêu gặp phải hắn thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Oanh, 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 hư không kịch liệt rung động, lăng tiêu cùng hoa tử dương nổ tung kịch liệt đại chiến. Giống như thần long ngang qua cửu thiên, hoặc như là mãnh hổ gào thét núi rừng, mỗi nhất kích đều như núi lửa phun trào, để thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang, vô tận thần quang dâng lên ra, đem vòng trời đều nhiễm đỏ. Cái kia loại ba động khủng bố, để táng thiên bảo quan bên trên xem cuộc chiến mọi người, đều là vẻ mặt chấn động, sắc mặt tái nhật cực kỳ. Quá kinh khủng, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu đại đối quyết sao. Ta cảm giác được, hai người bọn họ đều có tàn sát thánh sức mạnh. Đạp thiên tam cảnh cường giả, thật sự có khủng bố như vậy. Bọn họ chỉ sợ không phải thông thường đạp thiên tam cảnh cường giả, chỉ ít đều là đạt tới địa cảnh thậm chí là thứ ba thiên cảnh. Trận chiến này đến cùng ai có thể thắng? Hoa tử dương tỷ lệ thắng muốn cao hơn một chút chứ? Không sai, hoa tử dương dù sao cũng là đế tộc huyết mạch, bây giờ xem ra lại chiếm được cương thi bộ tộc tạo hóa cùng cơ duyên, lòng ngạo thiên hay yếu hơi có chút. Mọi người thấy trước mắt lăng tiêu cùng hoa tử dương đại chiến, nhỏ giọng nghị luận cùng suy đoán. Mà giờ khắc này, lão Sơn Dương, phô lương đạo nhân cùng phong thanh dương, cũng cùng tám đại hắc thần cương thi triển khai kịch liệt đại chiến. Tám đại hắc thần cương thi đều là không sợ chết, từng cái từng cái sát khí cuồn cuộn ngất trời, ra tay ác liệt vô cùng, hơn nữa móng vuốt bên trên lây dính kịch độc, trước đối với cẩm sát đều là tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng lão Sơn Dương nắm giữ thôn thiên bí thuật, có thể nuốt thiên địa vạn vật, coi như là cương thi chi độc hắn cũng có thể trực tiếp nuốt chừng, trên tự nhiên khắc chế hắc thần cương thi. Vô lương đạo nhân càng là tinh thông đạo Pháp cùng trận Pháp, mượn dùng thiên địa oai, trong lúc phất tay đều có thể bùng nổ ra lực sát thương to lớn. Phong Thanh Dương tu luyện âm dương bí thuật, đặc biệt là tinh thông chữ Dương quyển, có thể điều động Thái Dương Thánh Hỏa, phần thiên diệt địa, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Ở ba người bọn họ liên thủ một trận chiến bên dưới, tám đại hắc thần cương thi không chỉ không thể hình thành vây kín chiến trận, càng là mơ hồ rơi vào hạ phong. Bất quá, tám đại hắc thần cương thi sức chiến đấu đều là cực kỳ khủng bố, hơn nữa không sợ sinh tử, lão sơn dương ba người nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ chiến thắng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tướng thần Thiên sát thuật, Hoa Tử Dương trong con người có màu đen sát khí lan tràn ra, trong miệng hắn bỗng nhiên bạo quát một tiếng nói. ầm ầm, Hoa Tử Dương quanh thân hào quang màu đen phun trào, trong phút chốc hắn sau lưng xuất hiện hai đạo to lớn cánh vai, trong miệng dài ra răng nanh, trên tay móng vuốt đều biến thành màu vàng óng, một đôi mắt càng là uy nghiêm mà thần bí, khí tức kịch liệt bạo tăng. Hắn như một đạo cái bóng, nháy mắt hướng về Lăng Tiêu vào tới, ở sắp đến Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, thân thể bỗng nhiên trở nên trở nên mờ ảo như một đạo đao màu đen quang, hướng về lăng tiêu đỉnh đầu trực tiếp chém rơi xuống. chương 2185, Thiên Sát Thuật Oanh, hoa tử dương quanh thân đều tỏa ra một luồng cổ xưa uy áp khí tức, hắn trực tiếp hiển hóa ra tướng thần chân thân, lưng mọc hai cánh, miệng ngậm răng nanh, lợi chảo xé rách vòng trời, diễn hóa ra hung hãn vô thượng đao pháp. Tướng thần chính là cương thi bộ tộc thủy tổ một trong, được xưng chính là thời kỳ thượng cổ cương thi đại đế, thực lực vô cùng khủng bố, có vô địch thân thể, truyền thuyết có thể gắng chống đỡ vô thượng đế binh, vạn vật mục nát mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, chính là thượng cổ thân thể tối cường giả một trong. Hoa Tử Dương tuy rằng còn không đạt tới tướng thần mức độ, thế nhưng hắn gặp may đúng dịp bên dưới chiếm được tướng thần thân thể, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, đồng thời thi triển tướng thần bản mệnh thần thông, thiên sát thuật, nghĩ muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn giết chết. Cái kia một đạo đao màu đen quang, ẩn chứa vô tận vũ trụ sinh diệt sức mạnh, khủng bố cuồn cuộn ngất trời để lăng tiêu đều là cảm giác được cả người lạnh cả người, có một loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Giết, lăng tiêu trong con người thần quang rừng rực, chiến ý hoàn toàn sôi trào lên, hắn giống lớn một tiếng đạo, quanh thân bùng nổ ra vô tận thần quang, phảng phất có vạn vật mất mạng, chư thiên phá toái khủng bố cảnh tượng. Ở đỉnh đầu của hắn bên trên, viêm đế đỉnh, thất sát đao, phá quân thương, tham lang kiếm tứ đại đế bình dấu ấn đồng thời hiện ra, lăng tiêu diễn biến đấu chiến thiên công, quét ngang vô địch, khí thế cuồn cuộn ngất trời ầm 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 tướng thần thiên sát thuật cùng đấu chiến thiên công cực hạn quyết đấu để tứ phương vòng trời đều ở lay động kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá vỡ đi ra bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ trong hư không kiếm khí bốc lên đao quang tràn ngập từng đạo từng đạo cầu vòng hoành thông trời đất tạo thành một mảnh kịch liệt bão táp đem lăng tiêu cùng hoa tử dương thân ảnh đều che mất đây là chiến thần điện đấu chiến thiên công có người kinh hô một tiếng nói đấu chiến thiên công tuy rằng đứng hàng thập nhị thiên công chi mạt nhưng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ coi thường đấu chiến thiên công đấu chiến thiên công cũng được gọi là chư thiên đệ nhất chiến đấu bí thuật có vô tận chiến ý có thể tham hoa sức mạnh mạnh nhất tê thiên liệt địa không gì không làm được đặc biệt là lăng tiêu lấy bốn đại đế binh dấu ấn diễn biến đấu chiến thiên công cái kia loại vô thượng uy thế khác nào đại đế cổ đại sống lại trong lúc phất tay cũng có khó lường thiên uy quá kinh khủng nguyên lai like đây chính là đạp thiên tam cảnh sức chiến đấu sao này căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Mọi người cả người đều đang phát run, đó là một loại nguyên thần chỗ sâu rung động, không nhịn được cả người run rẩy. Liền ngay cả lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân, Phong Thanh Dương cùng tám đại hắc thần cương thi chiến đấu, đều bị Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương chiến đấu hoàn toàn đè lại huynh hoang. Tất cả ánh mắt đều là thật chặt rơi vào Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương trên người, đang mong đợi trận chiến này kết quả cuối cùng. Giờ khắc này, đã không ai có thể đoán ra bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu hơn nữa trận chiến này để bọn họ đều là được lợi rất nhiều phảng phất thấy được đột phá đường oanh 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 lăng tiêu cùng hoa tử dương triển khai đại đối quyết cùng va chạm mạnh đây là cực hạn thân thể va chạm tướng thần thân thể cùng thần long chi thể đối quyết thiên sát thuật cùng đấu chiến thiên công sức mạnh hai người đều là chiến gia chân hỏa thẳng giết đến thiên địa rung động nhật nguyệt vô quang táng thiên bảo quan trung quanh hồ đều là ầm ầm nổ tung từng đạo từng đạo hơi nước tràn ngập đồng thời đan sen vô tận sương mù hỗn độn phảng phất tất cả đều hóa thành căn nguyên nhất tồn tại. Như không phải táng thiên bảo quan vô cùng thần bí, xung quanh tự thành đại đạo pháp tắc, nói không chắc đã ở lăng tiêu cùng hoa tử dương đại chiến bên trong tiêu diệt. Ngang, tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, trong hư không một cái vạn trượng thần long trôi nổi, tản ra tuyệt thế hung uy, hướng về hoa tử dương nuốt đến. Giống, hoa tử dương quanh thân tướng thần thân thể hoàn toàn bạo phát, thân thể kiên cố vô cùng, không sợ bất kỳ công kích, Đồng thời hai tay nắm lấy cái kia một cái vạn trượng thần long, như muốn xé thành bột mịn. Xương mù hỗn độn phá vỡ đi ra, ở Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương xung quanh phảng phất tạo thành từng đạo từng đạo thế giới thần bí. Mà Lăng Tiêu ngang trời quét qua, nhất thời từng vì sao toàn bộ nổ ra, lửa cháy ngập trời mãnh liệt mà ra, hướng về Hoa Tử Dương bao phủ mà đi. Hoa Tử Dương nhưng là miệng lớn một nuốt, màu đen răng nanh dữ tợn sắc bén, đem lửa cháy ngập trời toàn bộ cắn nuốt, đồng thời bén nhọn móng vuốt hóa thành từng đạo từng đạo thần mang. Hướng về Lăng Tiêu chỗ hiểm quanh người phóng tới. Oanh, 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 Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đại chiến hơn trăm cái hiệp, phảng phất đều không thể phân ra thắng bại, thân thể của hai người đều là thôi thúc đến rồi cực hạn, mỗi một lần va chạm đều như trời long đất lở. Cái kia cỗ ba động khủng bố càn quét ra, để tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, cảm thấy vô cùng một ngạt, sắc mặt tái nhợt, vội vã hướng về sau lùi lại. Ầm ầm ầm, lại một lần va chạm kịch liệt, giống như là hai viên thái dương ầm ầm nổ tung. Vô tận hỏa diễm lưu động từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, đem vòng trời đều hóa thành một cái biển lửa. kèm theo một đạo tiếng kêu rên, một bóng người màu đen từ vô tận trong biển lửa hoành bay ra. Hoa Tử Dương trên lồng ngực thình lình xuất hiện một đạo kim sắc quyền ấn, để lồng ngực của hắn đều sụp xuống, trong miệng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Mà Lăng Tiêu cũng là từ trong biển lửa vọt ra, tuy rằng sắc mặt hơi trắng bệch, như là thoát lực như thế, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng sáng sủa, sắc bén vô cùng tử dương đế tử dĩ nhiên thất bại tất cả mọi người là cả người chấn động trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt tướng thần thân thể chính là cương thi bộ tộc vô thượng thể chất chính là thân thể thành thánh vô thượng pháp môn coi như là như vậy tử dương đế tử cũng không cách nào đánh bại long ngạo thiên sao cái này long ngạo thiên thực lực quá mạnh mẽ đối với nhanh như vậy giống như là phân ra được thắng bại tất cả mọi người là có chút không thể nào tiếp thu được đồng thời mọi người nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ kính sợ long ngạo thiên không nghĩ tới người dĩ nhiên đem thân thể tu luyện đến mức độ như vậy chỉ sợ là khoảng cách thân thể thành thánh cũng không xa nhưng trận chiến này hôm nay kết quả vô luận như thế nào ngươi đều không sửa đổi được hiện tại làm nóng người kết thúc ta muốn ra tay toàn lực hoa tử dương lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng tiêu trong con ngươi tràn đầy không hề che giấu chút nào sát ý thật sao ta cũng thật muốn nhìn một chút hoa tộc thiên kiêu còn có thể hay không sử dụng hoa tộc thần thông bí pháp chỉ sợ ngươi cũng đã toàn bộ đã quên chứ nếu như thiên đô đại đế còn sống e sợ sẽ một lòng bàn tay đem ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì cháu trực tiếp đập chết lăng tiêu thản nhiên nói miệng lưỡi bén nhọn nhưng vô luận như thế nào đều không sửa đổi được ngươi thất bại kết cục ngươi không phải là muốn kiến thức ta hoa tộc thần thông sao rất tốt hôm nay ta tác thành ngươi hoa tử dương ánh mắt phát lạnh từng đạo từng đạo màu tím thiểm điện từ trong đó tràn ra hắn chậm rãi cất bước hướng về lăng tiêu đi tới quanh thân cũng bắt đầu bùng nổ ra nóng rực màu tím lôi đình Giang giác, thiên địa rung động, màu tím lôi quang rừng rực mà khủng bố, sau lưng hoa tử dương tạo thành một mảnh thần bí lôi đình thế giới, vô tận thần bí cảnh tượng hiện ra. Thiên môn mở, tử tiêu diệt thế, hoa tử dương trong miệng chậm rãi hộc ra vài chữ, nháy mắt, bát phương sấm vang chấp giật, lôi đình mãnh liệt. Chương 2186, lại gặp thiên đạo tử huyết đao. Âm âm âm, hoa tử dương phía sau, xuất hiện một đạo cổ lão thần bí môn hộ, đan sen đạo và lý, pháp tắc chi quang óng ánh lóa mắt, từng đạo từng đạo lôi đình từ trong đó dâng trào ra, phảng phất thiên địa đều biến thành một mảnh màu tím. Từng đạo từng đạo giống như thần long giống như màu tím lôi đình, từ cái kia mảnh cổ xưa trong cánh cửa dâng trào ra, phô thiên cái địa hướng về lăng tiêu chân áp xuống. Hoa tử dương sừng sững ở vòng trời bên trên, quanh thân bị vô tận tử hà bao phủ, xem ra thần bí uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa, khác nào một vị đại đế cổ đại, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên, cũng là từ cái kia loại màu tím lôi đình bên trong, cảm thấy vô tận sức mạnh hủy diệt. Đây là căn nguyên nhất từ tiêu thần lôi, có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa, sinh cơ cùng hủy diệt đan dệt, coi như là thánh nhân cũng căn bản đỡ không được. Nhưng lăng tiêu vẻ mặt nhưng vô cùng bình tĩnh, trong lòng bàn tay có từng đạo từng đạo lôi quang nổi lên, đến cuối cùng quanh người hắn ánh sáng đại phóng, cùng thiên địa tạo thành một loại thần bí cộng hưởng. Vù, lăng tiêu giữa chân mày. Trong phút chốc phun trào khỏi một đạo nóng rực trùm sáng, một viên mắt dọc hiện ra, trong phút chốc thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, vô tận nóng rực lôi đình ở lăng tiêu quanh thân hội tụ. Phá, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu bạo quát một tiếng, âm thanh như huy hoàng thiên uy, ẩn chứ khó lường uy nghiêm. Cái kia từng đạo từng đạo lôi đình ở trong vòng trời tàn phá, mà lăng tiêu mi tâm cái kia một đạo mắt dọc, khác nào là thiên đạo chi nhãn, chính là vạn lôi chi nguyên, trong phút chốc hóa thành một luồng minh mông vô cùng nuốt chừng vòng xoáy. Âm âm âm, hoa tử dương bùng nổ từ tiêu thần lôi, còn chưa tới lăng tiêu bên người, đã bị lăng tiêu giữa chân mày mắt dọc tất cả đều cắn nuốt. Đây là, thiên phạt bí thuật, hoa tử dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Thiên phạt bí thuật chính là cửu trọng đế khuyết vô thượng thảo phạt thuật, uy lực vô cùng, khủng bố tới cực điểm, truyền thuyết bây giờ toàn bộ cửu trọng đế khuyết, cũng chỉ có thiên tử đại nhân có thể thi triển xong chỉnh thiên phạt bí thuật. Nhưng lăng tiêu làm sao có khả năng biết thiên phạt bí thuật? Oanh, không có có chờ hoa tử dương nghĩ rõ ràng, liền thấy lăng tiêu giữa chân mày, càng hào quang rừng rực ngưng tụ, trong phút chốc hóa thành một đạo cửu sắc trùng sáng, mênh mông cuồn cuộn sông lên tận trời, bay thẳng đến hoa tử dương vào tới. Cái kia một đạo cửu sắc trùng sáng, ẩn chứa chín loại bản nguyên sấm sét lẫn nhau đan sen vào nhau, để hư không biến ảo, nhật nguyệt rung động, so với hoa tử dương tử tiêu thần lôi càng thêm khủng bố. Đây chính là trong truyền thuyết thiên phạt bí thuật, cái này Long Ngạo Thiên là chiến thần điện tiểu chiến thần, chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuyết không phải kẻ thù sống còn sao hắn làm sao sẽ thiên phạt bí thuật các ngươi nói nếu như thiên tử đại nhân biết long ngạo thiên thân mang thiên phạt bí thuật cái kia sẽ như thế nào kha kha thế nào thiên tử đại nhân bá đạo như vậy nhất định sẽ tự mình ra tay đánh giết long ngạo thiên đuổi về thiên phạt bí thuật mọi người thấy lăng tiêu thi triển thiên phạt bí thuật cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt khác nhau nghị luận oanh đối mặt với lăng tiêu thiên phạt bí thuật hoa tử dương quanh thân huyết khí ầm ầm một hồi nổ tung ở sau người hắn một vòng màu tím thần dương chậm rãi bay lên, ẩn chứa minh mông thần bí đại đạo khí tức. Màu tím thần dương bên trong, nóng rực đao quang bốc lên, trong phút chốc hóa thành một đạo vạn trượng lớn nhỏ đao cương, ngang trời hướng về lăng tiêu chém tới. Lại là thiên đạo tử huyết đao sao, lăng tiêu ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm hắn đã sớm thèm nhỏ rãi hoa tử dương thiên đạo tử huyết đao, thiên đạo tử huyết đao bên trong ẩn chứa nào đó loại nhân quả lực lược, sát phạt vô cùng, đao ra không hối hận, phải giết người mà về, uống cạn địch huyết, hết sức quỷ dị. Oanh, cái kia một đạo cửu sắc lôi quang cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm, ầm ầm bùng nổ ra nóng rực thần quang, từng đạo từng đạo lôi đình dĩ nhiên vô cùng quỷ dị tất cả đều tiêu tán. Thiên đạo tử huyết đao dĩ nhiên như là vô thanh vô tức cắn nuốt cửu sắc lôi đình như thế, sau đó lấy càng kinh khủng hơn uy thế, hướng về lăng tiêu chém rơi xuống. Hoa Tử Dương, giao ra thiên đạo tử huyết đao tu luyện pháp môn, ta có thể tha cho ngươi không chết. Ha ha ha. Lăng Tiêu cười to một tiếng nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, ra tay càng phát khủng bố vô cùng, hắn chắp hai tay, từng đạo từng đạo luân hồi thần quang bắn ra, lờ mờ nổi lên một mảnh cổ lão mà thế giới thần bí. Âm ầm, Thiên đạo tử huyết đao chém vào đến rồi bên trong thế giới kia, đảo loạn ra vô biên phong vân, Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra từng đạo từng đạo thần bí vận mệnh gợn sóng, song trường hướng về phía trước chém xuống xuống, cái kia một thế giới ầm ầm băng vỡ đi ra, liền mang Thiên đạo tử huyết đao đều bị sụp đổ rồi. Thế nhưng thiên đạo tử huyết đao ánh sáng quá ác liệt, lăng tiêu trên hai tay đều xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu, bị đao quang vết cắt, dòng máu màu vàng óng rơi xuống, để hư không đều ở rung động. Long ngạo thiên, người dám đánh thiên đạo tử huyết đao chủ ý. Muốn chết, hoa tử dương lúc này tiểu bạo nộ rồi lên, trong con người sát ý sôi trào. ầm 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 nóng rực đao quang sông lên tận trời, đầy trời đều là từng đạo từng đạo tàn ảnh, minh mông cực đạo đế uy từ trong đó tái hiện ra, Loáng thoáng ở trong hư không bên trong phảng phất xuất hiện một đạo đại đế bóng mờ, cầm trong tay đao cương, ngang trời chém về phía Lăng Tiêu. Màu tím thần hà bốc lên, từng đạo từng đạo pháp tắc đan dệt, cái kia một đạo màu tím đao cương, giống như là thiên đạo hóa thân, ngang trời chém chết tất cả, bá đạo tuyệt luân. Thiên đạo tử huyết đao ra tay, nhất định muốn giết người mà về, Lăng Tiêu trước tuy rằng tiêu diệt thiên đạo tử huyết đao, nhưng thiên đạo tử huyết đao ẩn chứa nhân quả lực lượng, lại một lần hiện ra, hơn nữa khí thế càng thêm khủng bố giết lăng tiêu cả người khí huyết bốc lên tay nắm vô địch quyền ấn hỗn độn khí tràn ngập ra quyền quang bá đạo vô cùng đón thiên đạo tử huyết đao ngang trời bên trên con 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 trong hư không truyền đến kim thiết giao kích tiếng đốm lửa bắn tứ tung đao quang cùng ánh quyền đồng thời phá nát nhấc lên cực kỳ kinh khủng bão táp lớn lăng tiêu xong quyền cũng đã trở nên máu thịt be bét màu vàng xương cốt tranh tiếng kêu vang vọng mỗi một lần cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm đều sẽ có mảng lớn máu thịt tung tóe đi ra ngoài lăng tiêu ánh mắt rừng rực vô cùng chiến ý bốc lên giống như là căn bản không có chú ý tới mình thương thế như thế không ngừng cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm vù thiên đạo tử huyết đao bên trong từng đạo từng đạo thần bí sức mạnh theo lăng tiêu cánh tay dung nhập vào lăng tiêu trong cơ thể cảm giác được cái kia loại thần bí sức mạnh lăng tiêu trong óc vô tự thiên thư tỏa hào quang rực rỡ không ngừng cắn nuốt cái kia một loại sức mạnh từ từ nổi lên một loại nhân quả khí tức giết hoa tử dương ánh mắt tàn nhẫn thiên đạo tử huyết đao ở cắn nuốt lăng tiêu huyết nhục phía sau càng phát ác liệt đao quang phảng phất ngưng tụ thành thực chất như một đạo màu tím thượng cổ thần đao ở nuốt chừng lăng tiêu trong cơ thể huyết nhục âm 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 hoa tử dương quanh thân màu tím thần quang dâng trào trong phút chốc có mấy chục đạo màu đen bóng mờ trôi nổi mà ra tất cả đều là lưng mọc hai cánh khẩu sinh răng nanh trong miệng phát ra bén nhọn tiếng hú nháy mắt hướng về lăng tiêu nhào tới cái kia mấy chục đạo bóng mờ tốc độ nhanh đến mức cực hạn ở trong hư không na di trực tiếp quấn quanh ở lăng tiêu hai tay, hai chân cùng trên thân hình, đồng thời có từng đạo từng đạo thần bí độc tố hướng về lăng tiêu trong cơ thể tuôn tới. chương 2187, Quyền Trấn Hoa Tử Dương Đi chết đi, Hoa Tử Dương trong ánh mắt lộ ra một tia được như ý vẻ mặt, trong tay thiên đạo tử huyết đao đến từ trên trời, bay thẳng đến lăng tiêu mi tâm xuyên hạ. Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, nghĩ muốn trực tiếp đưa lăng tiêu ở chết địa, thiên đạo tử huyết đao tốc độ cực nhanh, căn bản không có cho lăng tiêu chút nào phản ứng thời gian. Lăng tiêu như là thật bị hoa tử dương trói buộc lên, căn bản không có có bất kỳ biện pháp nào đi chống đối, thiên đạo tử huyết đao đâm vào mi tâm của hắn bên trong, trong phút chốc huyết quang dâng trào ra. Lần này, coi như là đại đế cổ đại phục sinh cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoa tử dương trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tàn nhẫn vẻ mặt, sát cơ rừng rực cực kỳ, đối với lăng tiêu là hoàn toàn hận tới cực điểm. Thiên đạo tử huyết đao có thể nuốt chừng tất cả sinh cơ, đâm vào đến mi tâm phía sau nhất định có thể trực tiếp nuốt chừng nguyên thần, phai mở tất cả tồn tại. Hoa tử dương cho rằng lần này lăng tiêu chắc chắn phải chết. Thật sao, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, phảng phất không có chút nào bất ngờ, ánh mắt sáng sủa cực kỳ, nhìn chằm chằm hoa tử dương chậm rãi nói ra. Hả, hoa tử dương biến sắc mặt, bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn phát hiện đâm vào lăng tiêu giữa chân mày thiên đạo tử huyết đao, ở mới bắt đầu xuất hiện một ít huyết dịch ở ngoài, lại cũng không có chút nào huyết dịch chảy ra, trái lại thiên đạo tử huyết đao dĩ nhiên nháy mắt đi vào đến rồi lăng tiêu trong óc, hoàn toàn biến mất không thấy. Âm ầm, lăng tiêu quanh thân sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, sau đó một quyền đánh vào hoa tử dương trên lồng ngực. Giang giác, hoa tử dương cả người run rẩy dữ dội, lồng ngực trực tiếp sụp xuống, xương sườn tất cả đều gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe không ngừng, toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người là không khỏi kinh hô một tiếng, Toàn bộ đều ngây dại. Hoa tử Dương cái kia một đạo Thiên đạo tử huyết đao thái quá ác liệt tàn nhẫn, cho tới tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy xoay ngược lại, Thiên đạo tử huyết đao quỷ dị biến mất rồi, trái lại Lăng Tiêu sức mạnh không hư hại chút nào, quay về Hoa tử Dương bạo phát kinh thiên một đòn. Cú đấm này ẩn chứa Lăng Tiêu cả người đến lực lượng mạnh, để Hoa tử Dương bị thương thế không nhẹ. Làm sao có khả năng Ngươi làm sao có khả năng ngăn cản được Thiên đạo tử huyết đao?" Hoa Tử Dương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thiên đạo tử huyết đao thấy máu phong cổ họng, có thể nuốt chừng huyết dịch cùng tất cả sinh cơ, dưới cái nhìn của hắn Thiên đạo tử huyết đao tiến vào Lăng Tiêu trong nguyên thần, Lăng Tiêu đã là chắc chắn phải chết. Thiên đạo tử huyết đao xác thực rất lợi hại. "Hoa Tử Dương, nếu như ngươi bây giờ đem Thiên đạo tử huyết đao tu luyện pháp môn giao cho ta, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, làm sao?" Lăng tiêu cười tùm tìm nói ra, quanh người hắn khí huyết bốc lên, lòng ngầm chấn động vòng trời, màu vàng thần quang bao phủ ở quanh thân, để hắn xem ra xu thế không thể đỡ, khác nào một vị bất bại chiến thần. Vừa rồi hoa tử dương đâm ra cái kia một đạo thiên đạo tử huyết đao, cũng là lăng tiêu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra không có đi chống đối, tùy ý tiến vào trong óc, sau đó trực tiếp thúc giục vô tự thiên thư đem hoàn toàn cắn nuốt. Quả nhiên, vô tự thiên thư cắn nuốt thiên đạo tử huyết đao phía sau, từ trong đó chóc ra ra bộ phận nhân quả bí thuật, để hắn nhân quả bí thuật cũng biến thành hoàn chỉnh. Lăng tiêu trong lòng cũng có chút phấn chấn, nếu như hắn có thể có được thiên đạo tử huyết đao tu luyện pháp môn, chẳng những có thể được này một siêu tuyệt vô thượng đế thuật, càng có khả năng từ trong đó chóc ra ra nhân quả bí thuật, để hắn nhân quả bí thuật hoàn toàn viên mãn. Thiên đạo tử huyết đao, bản thân liền là thoát thai từ nhân quả bí thuật, ẩn chứa nhân quả bí thuật chân ý. Long ngạo thiên, nghĩ muốn thiên đạo tử huyết đao, trước hết thắng rồi ta lại nói hôm nay, người không chết, chính là ta mất mạng. Hoa tử dương giống giận một tiếng nói, trong miệng phát ra tương tự với giã thú tiếng giết gào, quanh thân màu đen tử khí lưu động, trong phút chốc lại hóa thành tướng thần thân thể, ngang trời giết hướng về lăng tiêu. Oanh, hắn to lớn hai cánh che ngập bầu trời mà đến, hơn nữa sắc bén vô cùng, như lợi kiếm giống như vậy, đâm về phía lăng tiêu chỗ hiểm quanh người. Đồng thời, hoa tử dương quanh thân màu đen thần quang phun trào, để hắn khí thức bắt đầu bạo tăng, trong miệng răng nanh lấp lóe hàn mang, hướng về lăng tiêu cổ cắn tới. Hắn đối với lăng tiêu là hận tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lần này chiếm được cơ duyên cực lớn, cho rằng coi như là gặp được lăng tiêu, cũng có thể đem lăng tiêu chém giết, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hắn không nghĩ tới, lăng tiêu thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố, trong lúc phất tay, cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, không nhưng hắn tướng thần thân thể không bằng lăng tiêu, coi như là thiên đạo tử huyết đao vẫn là lại một lần bị lăng tiêu cho khắc chế. Âm âm. Lăng tiêu cùng hoa tử dương ở vòng trời bên trên va chạm kịch liệt, mỗi một lần đều như núi lửa phun trào, thiên địa băng diệt giống như vậy, khí thế vô cùng khủng bố. Mà đổi thành ở ngoài một bên, lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân cùng phong thanh dương đối chiến tám đại hắc thần cương thi, cái kia tám đại hắc thần cương thi tuy rằng thực lực bất phàm, hơn nữa không sợ chết, thân thể càng là đau thương bất nhập, nhưng trải qua đáng kể đại chiến phía sau, cũng là để lão Sơn Dương ba người mò tới nhược điểm của bọn họ. Này chút hắc thần cương thi, sợ nhất vẫn là trí dương trí cương sức mạnh lão sơn dương lấy thôn thiên tri hỏa phong kín bọn họ đối với chung quanh thiên địa cảm giác đồng thời vô lương đạo nhân điều động kiếm trận phong thanh dương triệu hoán thái dương thánh hỏa bắt đầu vây giết tám đại hắc thần cương thi không có có hoa tử dương chỉ huy lại thêm lão sơn dương ba người cũng không có có lâm vào bọn họ trong chiến trận dẫn đến tám đại hắc thần cương thi rất nhanh tự rơi vào hạ phong đồng thời bắt đầu có thương vong xuất hiện âm ầm một vị hắc thần cương thi bị thôn thiên chi hỏa bao phủ lại bị vô lương đạo nhân kiếm trận chém thành vài đoạn hoàn toàn thiêu thành cho tàn giống 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 những thứ khác hắc thần cương thi cũng đều là vừa giận vừa sợ bắt đầu giống to lên không sợ chết hướng về lão sơn dương ba người chém giết chút nào đều không chú ý tự thân thương vong thế nhưng bọn họ cùng lão sơn dương ba người trong đó thực lực hay là có chút cách xa vì lẽ đó tại xuất hiện cái thứ nhất thương vong phía sau đón lấy bảy tôn hắc thần cương thi cũng đều là dối giết chết ở lão sơn dương ba người trong tay trong hư không màu đen chết quang sôi trào mãnh liệt sát khí bốc lên tám đại đạp thiên tam cảnh hắc thần cương thi cứ như vậy tất cả đều bỏ mình mà lão sơn dương ba người cũng đều là dùng hết toàn lực bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất cho tới tám đại hắc thần cương thi bị chém giết phía sau ba người bọn họ tu vi cũng đều là tiêu hao hầu như không còn cuối cùng chỉ còn lại có hoa tử dương một người hoa tử dương tiểu tử này chẳng lẽ thật sự đầu phục cương thi bộ tộc sao lão sơn dương có chút hiếu kỳ hỏi Khó nói, thế nhưng có thể có 8 tôn Hắc Thần Cương Thi làm thủ hạ, Hoa Tử Dương lấy được cơ duyên không bình thường, nói không chắc chính là Cương Thi bộ tộc một vị đại năng truyền thừa. Vô Lương đạo nhân suy nghĩ một chút nói, chương 2188 thiên cảnh, 8 đại Hắc Thần Cương Thi, bất luận cái nào lấy ra, đều là có thể so với cổ chi thiên kiêu tồn tại, thực lực rất mạnh, vì lẽ đó cầm sát mới có thể với bọn hắn đánh một trận thời điểm, bị thương thế không nhẹ. Lão Sơn Dương ba người tuy rằng cuối cùng chém giết tất cả hắc thần cương thi, nhưng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bọn họ tự nhiên hoài nghi Hoa Tử Dương cùng cương thi bộ tộc quan hệ, đặc biệt là Hoa Tử Dương còn nắm giữ tướng thần thân thể, thực lực siêu tuyệt, cái này căn bản không là giống như cơ duyên cùng tạo hóa. Âm âm âm, trên hư không, lăng tiêu cùng Hoa Tử Dương đều là chiến gia chân hỏa, mỗi một lần va chạm thanh thế đều cực kỳ khủng bố, mình mông vô cùng, phảng phất có thể phá hủy tất cả như không phải nơi đây có táng thiên bảo quan, táng thiên bảo quan tự thành pháp tắc, dẫn đến nơi này hư không vô cùng kiên cố, e sợ trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả, đều phải hoàn toàn tan vỡ. Vù, hoa tử dương quanh thân từng đạo từng đạo thần quang phun trào, ở đỉnh đầu của hắn nổi lên ba đóa đại đạo tiên hoa, mỗi một đóa đều mông lung xương ngủ hỗn độn, loáng thoáng phảng phất có ba kẻ tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong đó. Hoa tử dương khí tức đột nhiên bạo tăng, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia ba kẻ tiểu nhân từng người ôm một thanh tiểu kiếm, để lộ ra khí thức vô cùng nguy hiểm gợn sóng. Đây là, đây là, thiên cảnh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người kinh hô, âm thanh đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Hoa tử dương ngưng tụ ra ba đóa đại đạo tiên hoa, cũng là đại diện cho hắn đã phá vỡ ba lần cực hạt, trở thành trong truyền thuyết thiên cảnh cường giả. Phải biết, bây giờ toàn bộ hỗn độn cổ địa bên trong, có thể trở thành thiên cảnh cường giả người, một cái lòng bàn tay đều có thể số rõ ràng, Toàn bộ trong nhân tộc cũng chỉ có thiên tử một người. Hoa tử Dương dĩ nhiên là thiên cảnh cường giả, hắn, hắn này là làm sao làm được? Nghe nói đạp thiên tam cảnh, nhân cảnh cùng địa cảnh vẫn tính hơi hơi dễ dàng một điểm, nhưng thiên cảnh rất khó, bởi vì vậy đại biểu cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại chúng ta gọi là đạp thiên tam cảnh, thế nhưng ở thời kỳ thượng cổ, nhưng được gọi là bán thánh tầng 12. Ta cũng đã từng nghe nói, bán thánh tầng 12 vì là đại viên mãn bán thánh, chứng đạo phía sau tựu là vô địch chi thánh có thể quét ngang thánh nhân cảnh. Cái này hoa tử dương xem ra là bị Long Ngạo Thiên bước tới cực điểm, bắt đầu bạo phát toàn bộ lực lượng. Mọi người cũng đều là hưng phấn lên, có thể tận mắt chứng kiến trận này tuyệt thế thiên kiêu đối quyết, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Hoa tử dương đỉnh đầu nổi lên ba đóa đại đạo tiên hoa phía sau, khi tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, cũng là để lăng tiêu cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Cái kia từng đóa từng đóa đại đạo tiên hoa theo gió chập trần, cánh hoa óng ánh trong suốt, tản ra hương thơm ngào ngạt, Hoa tử dương quanh thân tản ra thánh khiết chi quang, dĩ nhiên có một loại vạn pháp bất xâm khí thế. Nhân sát thuật, hoa tử dương ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng quát to một tiếng đạo, trong phút chốc ngồi xếp bằng có nhân tôn cái kia một đóa đại đạo tiên hoa phóng ra vô lượng quang, nhân tôn trong tay chuôi này tiểu kiếm cũng là nháy mắt ngang trời bay lên, như một đạo hoa mỹ tiên quang, hướng về Lăng Tiêu chém rơi xuống. Ầm ầm ầm, tiểu kiếm xem ra vô cùng mềm mại, thế nhưng đang bay đến Lăng Tiêu đỉnh đầu thời điểm, nhưng tăng vào thành vạn trượng to nhỏ ầm ầm chấn đẻ ép xuống phiên thiên ấn phá lăng tiêu quanh thân khí tức kinh khủng bốc lên giữa chân mày phiên thiên ấn ngang trời bay ra phóng ra vô lượng thần quang ầm ầm cùng cái kia một thanh tiểu kiếm va chạm vào nhau vù tiểu kiếm rung động ầm ầm sau một khắc kiếm quang phá nát tiểu kiếm trực tiếp bay ngang ra ngoài một lần nữa trôi lơ lửng ở hoa tử dương trước mặt địa sát thuật hoa tử dương vẻ mặt như thường trong miệng lại một lần bạo quát một tiếng nói thứ hai tôn tiểu nhân trong tiểu kiếm cũng là ngang trời bay ra, sau đó cùng đệ nhất chuôi tiểu kiếm hòa làm một thể, sức mạnh tăng vọt, tiếp tục chém về phía lăng tiêu. Âm âm âm, phiên thiên ấn ở lăng tiêu điều động bên dưới, thích làm gì thì làm, cùng đạo thứ hai tiểu kiếm đụng vào nhau, nhấc lên vô tận thần quang bão táp. Cuối cùng, phiên thiên ấn cùng cái kia một thanh tiểu kiếm đồng thời bay ngang ra ngoài. Thiên sát thuật, chảm luân hồi. Hoa tử dương trong con người sát cơ lóe lên, lại một lần chợt quát lên. Âm âm âm, thời khắc này ba đóa đại đạo tiên hoa đồng thời tỏa sáng vô lượng quang ba tôn tiểu nhân trong kiếm quang đồng thời sông lên tận trời ở trong hư không hóa thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh cổ kiếm hoa tử dương cầm trong tay cổ kiếm khí tức khủng bố tới cực điểm ngang trời một kiếm chém rơi xuống nhất thời tràn ra sinh tử luân hồi khí tức thần bí chiêu kiếm này phảng phất là nghĩ muốn trực tiếp đem lăng tiêu đưa vào trong luân hồi vãng sinh bá đạo vô cùng lăng tiêu ở nhìn thấy chiêu kiếm này phía sau trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái ầm ầm hắn chắp hai tay ngón tay trong suốt như ngọc tốc độ nhanh đến mức cực hạn lại hay đến rồi đỉnh cao trực tiếp đem chiêu kiếm đó kẹp ở giữa song trường một luồng luân hồi khí thức tràn ngập ra lấy lăng tiêu bàn tay làm trung tâm mơ hồ nổi lên một mảnh cổ lão mà thế giới thần bí đem hoa tử dương cũng bao phủ ở trong đó nguyên bản hoa tử dương cái kia ác liệt một kiếm khí thế nháy mắt tự vô ảnh vô tung biến mất mà hoa tử dương nhưng là trợn mắt ngoác mồm chỉ vào lăng tiêu nói ngươi 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 làm sao có khả năng biết luân hồi bí thuật hắn luân hồi tam sát thuật chính là lấy thiên cảnh tu vi làm trụ cột dùng hợp nhân tôn địa tôn cùng của thiên tôn sức mạnh bùng nổ ra khủng bố vô cùng sát phạt lực lượng này một chiêu có thể tàn sát thánh nhưng hắn vẫn không nghĩ tới lăng tiêu dĩ nhiên sẽ luân hồi thần điện luân hồi bí thuật đưa hắn luân hồi tam sát thuật phá không còn một mống cẩn thận tính ra lăng tiêu sẽ chiến thiên bí thuật thiên phạt bí thuật cùng luân hồi bí thuật này ba đại tuyệt thế thiên công, dĩ nhiên toàn bộ đều tập trung ở lăng tiêu một người trên người. Ta tại sao không thể biết luân hồi bí thuật, bất quá người này cái gọi là luân hồi tam sát thuật, tuy rằng tham khảo luân hồi bí thuật, nhưng kẽ hở không khỏi cũng quá nhiều một chút. Lăng tiêu cười lạnh nói, trong lòng bàn tay phong mang phún đồ, một trường ngang trời đánh về phía hoa tử dương, ẩn chứa phá diệt hết thảy sóng sức mạnh. Âm âm, hoa tử dương cả người run rẩy dữ dội, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, trực tiếp bị lăng tiêu một trường đánh bay ra ngoài. Trong hư không, vô tận thần quang dâng lên ra, lăng tiêu một chiêu đắc thủ phía sau, không có rừng chút nào lưu, ra tay như giống như cuồng phong bạo vũ, đầy trời đều là nóng rực trưởng ấn cùng ánh quyền, không ngừng đánh vào hoa tử dương trên người. Phốc, hoa tử dương tuy rằng thân thể mạnh mẽ, thực lực siêu tuyệt, nhưng cũng căn bản không có cách nào chống đối lăng tiêu công kích kinh khủng như thế, ở thêm vào lăng tiêu còn triển khai thôn thiên bí thuật, không ngừng nuốt chừng hoa tử dương tu vi, dẫn đến hoa tử dương thực lực càng ngày càng yếu, trong miệng không ngừng ho ra máu, khí tức đều trở nên rối loạn lên, sắc mặt càng phát khó coi, tràn đầy sợ sợ. Hoa tử dương phải thua sao? Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, cảm giác được trận chiến này thắng bại rốt cuộc phải phân có kết quả rồi. Âm âm âm, lăng tiêu trong con người phong mang rừng rực lóa mắt, ngang dọc cử thiên một quyền ngang trời chấn áp xuống, hỗn độn quang nổ ra, thiên địa phá diệt, nhật nguyệt vô quang, Minh mông vô cùng quyền ấn nháy mắt liền đem hoa tử dương che mất. chương 2189, thiên thi đế tử. Hoa tử dương tướng thần thân thể, đã đạt đến thừa nhận cực hạn, giờ khắc này phảng phất căn bản không có cách nào chịu đựng lăng tiêu bá đạo như vậy một quyền, toàn bộ người kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm một hồi nổ tung. Oanh, trong hư không, màu đen thần quang nở rộ ra, hóa thành cực kỳ kinh khủng bão táp, kèm theo hoa tử dương gào thét cùng kêu thảm thiết, thân thể của hắn hoàn toàn giải thể dòng máu màu đen tràn ngập, để lộ ra một loại cực kỳ khí tức quái dị, lộ ra khốc liệt cực kỳ. Lăng tiêu sừng sững ở vòng trời bên trên, quanh thân màu vàng thần hà óng ánh lóa mắt, ánh mắt như ánh kiếm giống như vậy, cả người đều tản ra một luồng minh mông khí tức gợn sóng. Tình cảnh này, hoàn toàn chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hoa tử dương mạnh mẽ như vậy mà khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp bị lăng tiêu cho đánh giết, hơn nữa bị chết thê thảm như thế. Tất cả mọi người nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Tử Dương đế tử, đây chính là hoa tộc vô thượng thiên kiêu, cứ như vậy chết ở Long Ngạo Thiên trong tay. Quá kinh khủng, này một chút Long Ngạo Thiên nhưng là cùng hoa tộc kết tử thù, e sợ đợi đến thiên tuyển đại hội kết thúc, hoa tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhìn Long Ngạo Thiên, đã có thể được xưng là là thiên tử đại nhân dưới người thứ nhất, sức chiến đấu như thế, thực sự là khả kính đáng sợ ta cũng là càng ngày càng xem trọng vị này Long Ngạo Thiên, nếu như hắn không chết, nhất định có thể danh chấn chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận, ha ha ha, ta liền biết Hoa Tử Dương cái kia đồ con rùa chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu thực sự là càng ngày càng biến thái, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ một lần cực hạt, lấy nhân tôn cảnh giới, lại có thể xóa bỏ một vị thiên tôn. Cái tên này là muốn lên trời a. À. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là âm thầm chất lưỡi nói. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn, treo một trái tim cũng là rơi xuống. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt sáng quắc, có chút không chịu thua, nhưng nghĩ đến muốn phía sau, lại có chút cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng trở thành Lăng Tiêu người theo đuổi, nhưng trong lòng vẫn luôn không chịu thua, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới không phải không thừa nhận, hắn cùng Lăng Tiêu sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu, hắn chính là cái kia Lăng Tiêu sao? Cầm sát trong con người có một tia mờ mịt. Trước mắt Lăng Tiêu cùng nàng ký ức chỗ sâu cái kia một bóng người, phảng phất càng ngày càng giống, thậm chí bắt đầu trùng hợp lên. Nàng tu luyện Thái thượng vong tình chi đạo, tâm tình giếng nước yên tĩnh, không có gì có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhưng gặp được Lăng Tiêu phía sau, chẳng biết vì sao lòng của nàng hồ như là có chút rối loạn. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, trên mặt cũng không có chút nào vẻ vui thích, đầu lông mày hơi nhíu lại. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy Hoa Tử Dương vẫn còn có chút yếu đi cũng không có có hắn trong tưởng tượng thiên cảnh mạnh như vậy, nhiều nhất cũng chính là tương đương với địa cảnh cường giả, hơn nữa làm hoa tộc thiên kiêu, thậm chí trên người liền một cái cường đại đế vật đều không có. Cái cảm giác này vô cùng quái dị, nguyên thần của hắn cũng không giống như hoàn chỉnh, Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, như là nghĩ tới điều gì, không khỏi trong lòng hơi động. Mà không có có người chú ý là, Hoa Tử Dương bị Lăng Tiêu đánh giết phía sau, huyết vụ đầy trời rơi xuống, đều bị Táng Thiên bảo quan Lặng Yên không tiếng động hấp thu táng thiên bảo quan bên trên bắt đầu có màu đen phù văn đan dệt từng đạo từng đạo ánh sáng nguyệt mờ loáng thoáng phảng phất tạo thành một đạo thần bí bóng người ầm ầm bỗng nhiên táng thiên bảo quan kịch liệt chấn động lên như là có vô tận lôi quang rít gào tứ phương hư không lay động từ táng thiên bảo quan bên trong phun trào khỏi vô tận thần quang táng thiên bảo quan to lớn nắp quan tài dĩ nhiên chậm rãi lộ ra một cái khe giống như là vòm trời nứt ra rồi như thế từ trong đó phun trào khỏi hào quang rừng rực như bão gió giống như giết gào tỏa ra một loại cổ lão uy nghiêm mà khí thức thần bí gợn sóng đó là người nào có người kinh hô một tiếng nói sắc mặt tái nhợt cực kỳ nội tâm đều là vô cùng rung động bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy táng thiên bảo quan phát sinh biến hóa như thế nắp quan tài mở ra phảng phất là có nào đó loại thái cổ hung thú muốn từ trong đó bỏ ra ngoài như thế khi thế ấy thái quá kinh khủng để tất cả mọi người là không nhịn được cả người run rẩy lùi về sau ra giống một đạo khác nào viễn cổ thú giữ tiếng giống giận dữ từ táng thiên bảo quan bên trong truyền ra, chấn động tứ phương vòng trời, kinh khủng bão gió bộc phát ra, một bóng người từ táng thiên bảo quan bên trong chậm rãi hiện ra. Cái kia một bóng người chính là một người trẻ tuổi, vóc người thon dài mà anh vĩ, lưng mọc hai cánh, khẩu sinh răng nanh, răng nanh kim quang óng ánh, khác nào vàng dòng đúc, giờ khác này nhắm hai mắt lại, như là bị phong ấn như thế. Hắn cả người đều tản ra một gieo vào cổ hồng hoang khí tức, uy nghiêm mà thần bí, khác nào là một vị cổ chi đế vương để người không nhịn được quỳ bái hoa tử dương lăng tiêu trong con người phong mang lóe lên trong miệng thốt ra vài chữ hắn phát hiện đạo này trẻ tuổi bóng người khuôn mặt dĩ nhiên cùng hoa tử dương giống như đúc chỉ là xem ra muốn so với hoa tử dương càng thêm uy nghiêm thần bí khí tức cũng là tuyệt nhiên bất đồng lăng tiêu trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh hoa tử dương đã bị hắn đánh giết nhưng táng thiên bảo quan bên trong xuất hiện này một cái hoa tử dương giống nhau như đúc người rốt cuộc là ai Giang giác, cái nào một người trẻ tuổi nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên trợn mở, giống như là khai thiên tích địa giống như vậy, có hai đạo sáng chói thần quang xuyên thủng vòng trời, ẩn chứa yên diệt hết thảy sóng sức mạnh. Phàm là cùng người trẻ tuổi đối diện người, đều là cảm giác được con mắt bốc lên, như là bị công kích như thế, trong đôi mắt đều chảy ra từng tia một vết máu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm âm âm, người trẻ tuổi miệng lớn một nuốt, nhất thời trong hư không nhấc lên một cỗ kinh khủng bão táp, hắn miệng như một mảnh to lớn nuốt chửng vòng xoáy, đem bốn phía tất cả lực lượng bản nguyên tất cả đều nuốt chừng hết sạch. Quanh người hắn sấm vang chớp giật, vô tận thần quang bốc lên, minh mùng đại đạo pháp tắc giáng lâm, phảng phất thiên địa đều ở đồng thời rung động, để người tuổi trẻ khí tức càng phát huy nghiêm mà cổ lão. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Tiêu trên người, lãnh đạm nói ra, bản tọa có thể sớm xuất thế, còn cần cảm ơn ngươi chém của bản tọa đỉnh lô. Bất quá ngươi giết ta cương thi bộ tộc 8 người, cũng coi như là ưu khuyết điểm rằng co, bản tọa tự không truy cứu ngươi. Ngươi là người phương nào? Lăng tiêu nhàn nhạt hỏi. Hắn có thể đủ cảm giác được, người tuổi trẻ trước mắt này để hắn cảm thấy uy hiếp rất lớn, người trẻ tuổi này thực lực vượt qua xa hoa tử dương. Bản tọa thiên thi đế tử, cái kia một người trẻ tuổi lãnh đạm nói ra, tự có một loại cao cao tại thượng tư thế. Hắn thái độ đối với lăng tiêu vô cùng kiêu căng, giống như là run dế quan sát thần long giống như vậy, nhưng đối với những người khác chính là hoàn toàn không nhìn, phảng phất không có cho bọn họ chút nào mặt mũi. Thiên thi đế tử, Lăng tiêu chấn động trong lòng, tuy rằng thiên thi đế tử danh tự này hết sức xa lạ, nhưng thiên thi đế tử chính là từ táng thiên bảo quan bên trong lao ra, lại thêm đế tử cái tên này không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể dùng, tổ tiên nhất định phải có đại đế cấp bậc cường giả, nắm giữ đại đế huyết mạch mới có thể trở thành đế tử. Lăng tiêu không nghĩ tới, cái này thật đúng là là bọ ngựa bắt phe chim sẻ ở đằng sau, chính mình để mắt tới hoa tử dương, nhưng sớm đã trở thành thiên thi đế tử đỉnh lô. Hoa tử dương cũng thật là đủ bi kịch chương 2190, bại lộ, mặc kệ ngươi là Long Ngạo Thiên vẫn là Lăng Tiêu, đối với ta mà nói đều không đáng nhắc tới. Ngươi và ta cũng không ân oán, vì lẽ đó hôm nay ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng thiên tuyển chi tử đại vị nhất định về ta sở hữu, ai như ngăn chờ ta, ta giết kẻ ấy. Thiên thi đế tử lãnh khốc nói, trong thanh âm sát ý sôi trào, phảng phất ẩn chứa núi thay biển máu giống như sát khí. Ta cùng hoa tử dương có ân oán, cùng ngươi cũng không ân oán bây giờ hoa tử dương đã chết ta cùng hắn ân oán thanh toán xong chỉ cần ngươi không đến trêu chọc ta ta đương nhiên sẽ không đối phó ngươi lăng tiêu thản nhiên nói hắn đối với cương thi bộ tộc bản năng cảm giác thấy hơi không thích bất quá trước mắt thiên thi đế tử đối với hắn cũng không có lộ ra cái gì địch ý vì lẽ đó hắn cũng không có tính toán cùng thiên thi đế tử một trận chiến hắn hiện tại đang suy tư chẳng lẽ táng thiên bảo quan bên trong táng có cương thi bộ tộc cường giả sao vừa rồi táng thiên bảo quan mặc dù chỉ là mở ra một cái khe nhưng lăng tiêu nhưng lờ mờ cảm giác được táng thiên bảo quan bên trong phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí để trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi lờ mờ cảm giác được táng thiên bảo quan chỉ sợ là ẩn chứa cực kỳ bí mật kinh người đối phó ta thật là chuyện tiếu lâm như không phải bản tỏa không muốn giết ngươi giờ khác này ngươi đã là một người chết hy vọng ngươi tự lo lấy thiên thi đế tử lạnh lùng nhìn lăng tiêu một cái nói sau đó trực tiếp tung trời mà lên hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, nháy mắt tự biến mất ở phía chân trời tận đầu. Lăng tiêu khẽ cao mày, hắn có thể đủ cảm giác được thiên thi đế tử đối với hắn có rất mạnh địch ý, nhưng thiên thi đế tử nhưng đi được rất gấp, như là có chuyện quan trọng gì như thế. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu, ngươi, không có sao chứ, cầm sắt hơi hơi trần chờ nhưng vẫn là đi tới lăng tiêu trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Ta không sao, cầm sắt, gặp lại được ngươi, thật tốt lăng tiêu trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn từ trong thâm tâm cao hứng tuy rằng cẩm sắt còn không nhớ ra được hắn tuy rằng cẩm sắt đối đãi hắn giống như là một người xa lạ như thế nhưng lăng tiêu có đầy đủ kiên trì đi chờ đợi đi chờ đợi cẩm sắt nhớ tới tất cả ta thật giống đã từng thấy ngươi cẩm sắt chậm rãi nói ra cái gì lăng tiêu cả người chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng không thôi vẻ mặt ta hướng về táng thiên bảo quan ước nguyện nghĩ muốn tìm về ta mất đi ký ức, nhưng hay là đã thất bại. Ta từng ở trí nhớ của ta nơi sâu xa, từng thấy bóng người của ngươi. Cẩm sắt nhìn lăng tiêu thản nhiên nói, cẩm sắt, ngươi, ngươi nhớ lại ta, ngươi nhớ lại chúng ta đã từng chuyện sao. Lăng tiêu vui mừng không thôi, cực kỳ kích động nói. Không có, ta chỉ là, nhớ tới ngươi, cẩm sắt lắc đầu nói, vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh, phảng phất không có gì có thể để tâm tình của nàng phát sinh biến hóa. Không sao, không có quan hệ, Ta có thể chờ, Cẩm Sắt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm về mất đi ký ức." Lăng Tiêu nói thật, trong lòng hắn là vô cùng kích động, Cẩm Sắt có thể nhớ tới hắn, để hắn nhất thời liền thấy vô cùng hy vọng, hắn càng phát tin tưởng Cẩm Sắt có thể tìm về mất đi nhớ. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là nhếch miệng cười không ngừng, vì là Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng. Hoa Tử Dương chết rồi, làm Hoa tộc Vô Thượng Thiên Kiêu, bị Hoa tộc gửi gắm hy vọng rất lớn, Hoa tộc rất nhiều tộc lão đều hy vọng hắn có thể trở thành thiên tuyển chi tử quét ngang tất cả, khôi phục hoa tộc đã từng vinh quang. Nhưng hôm nay, hoa tử dương nguyên thần lệnh bài nhưng hoàn toàn phá nát. Hoa tộc bên trong, vô số cường giả canh gác một tòa thanh đồng thần điện bên trong, rất nhiều khí thức kinh khủng bóng người ngồi xếp bằng trong đó, từng cái từng cái khuôn mặt đều là vô cùng nghiêm nghị, tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ. Những thứ này đều là hoa tộc sức mạnh mạnh nhất, yếu nhất cũng đều là thánh nhân cảnh tu vi, thậm chí có rất nhiều đại thánh cường giả, khí thức khủng bố cuồn cuộn mất trời, phảng phất có thể yên diệt tất cả đầu não nhất là một cái thiếu niên mặc áo bào tím, xem ra mặt như ngọc, tuấn lãng bất phàm, ngồi xếp bằng ở một cái bổ đoàn bên trên, một đôi mắt tang thương, sáng sủa mà uy nghiêm, phảng phất có vô tận sinh linh ở trong đó yên diệt. Bên trong thần điện mọi người tuy rằng đều rất phẫn nộ, nhưng ở thiếu niên này trước mặt nhưng vô cùng khắc chế, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Cái này áo bào tím thiếu niên, chính là hoa tộc tộc trưởng Hoa Vân không? Hoa tử dương chết ở hỗn độn cổ địa, căn cứ tin tức là một người tên là Long Ngạo Thiên Tiểu Tử đánh chết, đại gia có ý kiến gì đều nói một chút đi. Áo bào tím thiếu niên thản nhiên nói, chiến thần điện chính là cái kia long ngạo thiên sao, bọn họ nhất định chính là muốn chết, dám giết ta hoa tộc thiên kiêu, đừng nói là nho nhỏ chiến thần điện, coi như là hỗn độn thiên tông cùng luân hồi thần điện đều không có lá gan đó. Chiến thần điện nên bị diệt, đông đảo hoa tộc tộc lão đều là căm phẫn sụp sôi, từng cái từng cái ánh mắt rừng rực, tràn đầy sát ý. Tộc trưởng, ta gần đây đúng là nghe được một cái tin, có lẽ ngươi nên cảm thấy hứng thú. Hoa Hùng bỗng nhiên cười lạnh nói, chuyện gì, Hoa Vân không nhàn nhạt hỏi, các ngươi còn nhớ 20 năm trước, thần giới cửa lớn dung chuyển, mấy đại thánh địa đã từng phái người hạ giới đi tìm vô tự thiên thư, nhưng cuối cùng cũng không một người trở về sao. Hoa Hùng nói ra, đương nhiên nhớ tới, có người nói cái kia mấy đại thánh địa phái người, đều chết ở một người tên là Lăng Tiêu Tiểu Tử Tay bên trong. Mà vô tự thiên thư cũng ở Lăng Tiêu trong tay, một vị tộc lão chậm rãi nói ra, không sai, nhưng các người e sợ không nghĩ tới là, cái kia Long Ngạo Thiên còn có một cái tên, chính là Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn còn biết thôn thiên bí thuật, giả thiên bí thuật, chiến thiên bí thuật, luân hồi bí thuật, nhân quả bí thuật các loại, các người không cảm thấy kỳ quái sao. Hoa Hùng cười lạnh một tiếng nói, cái gì, hắn gọi là Lăng Tiêu, hơn nữa còn biết nhiều như vậy bí thuật, chẳng lẽ hắn chính là hạ giới cái kia Lăng Tiêu. Có người cả người chấn động, kinh hô một tiếng nói, Hoa hùng gật đầu một cái nói, ta xem là 89 phần 10. Cái này lăng tiêu vô cùng giảo hoạt, dùng tên giả Long Ngạo Thiên gia nhập vào chiến thần điện, nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, danh tiếng càng lúc càng lớn, bộc lộ ra lá bài tẩy tựu càng ngày càng nhiều. Ta hoài nghi vô tự thiên thư tựu ở trong tay của hắn. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy hắn thì càng phải chết. Một vị tộc lão đằng đằng sát khí nói ra, có thể lấy nhân cảnh tu vi, đánh giết thiên cảnh hoa tử dương, còn sẽ nhiều như vậy thiên công bí thuật, trên người hắn quả nhiên có bí mật nếu như vô tự thiên thư thật sự ở trong tay của hắn cái kia e sợ không chỉ là chúng ta phát hiện cái khác thánh địa lão quái vật cũng có thể phát hiện hoa vân không chậm rãi nói ra trong ánh mắt có từng sợi từng sợi màu tím thần mang sắc bén vô cùng tộc trưởng suy đoán của ta cũng không có vấn đề mặc kệ là bởi vì hắn giết hoa tử dương hay là bởi vì trên người hắn có vô tự thiên thư hắn đều phải chết ta đây tự mang người đến hỗn độn cổ địa xuất khẩu chờ đợi một khi hắn xuất hiện, lập tức đưa hắn nắm hạ. Hoa hùng lạnh lùng nói, không, lần này, ta tự mình ra tay, nếu như có thể được vô tự thiên thư, chính là ta hoa tộc một lần nữa xưng bá chư thiên vạn giới, trở thành kỷ nguyên chi chủ thời điểm. Hoa vân không chậm rãi đứng lên, quanh thân tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng gợn sóng. Âm âm âm, toàn bộ thanh đồng thần điện đều đang kịch liệt rung động, quanh người hắn đại đạo Pháp tắc lấp lẽ, chèn ép đông đảo tộc lão đều là mặt lộ vẻ kính để cùng cuồng nhiệt vẻ sùng bái, khác nào trong thiên địa vương giả. Hoa vân không, rõ ràng là một vị thánh vương, chương 2191, cuối cùng tạo hóa. Lăng tiêu ở táng thiên bảo quan đánh chết hoa tử dương tin tức, rất nhanh tiểu truyền khắp hỗn độn cổ địa, để 108 tòa bên trong tòa thánh thành vô số thiên kiêu cường giả đều chấn động lên. Hoa tộc tử dương đế tử, cứ như vậy chết ở lăng tiêu trong tay, để lăng tiêu danh tiếng đại chấn, đồng thời cũng làm cho cả hỗn độn cổ địa càng phát mạch nước ngầm mãnh liệt. Thế nhưng, chuyện này ảnh hưởng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh tự có một chuyện kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ hỗn độn cổ địa. 108 tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành bầu trời đều nổi lơ lửng một phần thần bí văn tự, mặt trên ghi lại hỗn độn cổ địa cuối cùng tạo hóa sắp sửa mở ra, muốn trở thành thiên tuyển chi tử, nhất định phải trước tiên trở thành 108 tòa thánh thành thủ hộ giả, mà thiên tuyển chi tử đem ở 108 tòa thánh thành thủ hộ giả trong đó sản sinh. Thời gian là một tháng, một tháng phía sau hỗn độn chiến trường mở ra, đem sẽ quyết ra cuối cùng thiên tuyển chi tử. Toàn bộ hỗn độn cổ địa tất cả mọi người sôi trào lên, mỗi một người đều là vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt, hận không thể ngay lập tức sẽ muốn quét ngang hỗn độn cổ địa vô số thiên tài cường giả, sau đó trở thành thiên tuyển chi tử. Nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh hỗn độn cổ địa, hoàn toàn bạo động lên. 108 tòa thánh thành, trong thời gian ngắn, tự có mấy tôn thủ hộ giả bị chém giết, thay vào đó, có thiên kiêu cường giả trở thành thánh thành mới thủ hộ giả, đem cổ ấn hoàn toàn luyện hóa, chúa tể một phương thánh thành sinh tử. Rất nhiều người trong quá trình này phát hiện, thánh thành trong những người bảo vệ kia, đa số không có hoàn toàn khống chế cổ ấn, giống như là bị nào đó loại tồn ở cố ý an bài như thế, chờ có người đem thay vào đó. Mà loại ý nghĩ này, để người không rét mà run, đều là cảm giác được toàn bộ hỗn độn cổ địa bầu trời, phảng phất có một đôi toàn trí toàn năng mắt, đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, ở thiên tuyển chi tử mê hoặc hạ, vẫn là có người càng ngày càng nhiều bắt đầu gia nhập vào tranh cướp cùng đại chiến bên trong, hầu như mỗi ngày đều có vô số thiên tài chiến chết, trở thành thiên tuyển chi tử dưới chân trắng xóa bạch cốt. Mà giờ khắc này, lăng tiêu cùng cầm sát đám người rời đi táng thiên bảo quan, đi tới một chỗ cực kỳ thần bí địa vực. Ở đây tràn ngập sương mù hỗn độn, giống như là vân hải giống như mờ mịt, từng tòa từng tòa núi cao phiêu phù ở trong mây, bao phủ bốc hơi thủy khí, lập loè vạn đạo hào quang, xem ra vô cùng tường hòa. Nhìn kỹ đi tới, cái kia chút núi cao đều là hiện ra hào quang năm màu, ẩn chứa ngũ hành lực lượng, lẫn nhau đan dệt lưu chuyển, xem ra mười phân vẹn người. Cẩm sắt, đây chính là người nói ngũ hành thiên sao. Xem ra đúng là khá là kỳ lạ, bất quá ở đây thật sự có người nói ngũ hành nguyên linh sao. Lão Sơn Dương nhìn trước mắt mảnh này địa vực, có chút hiếu kỳ hỏi, ly khai táng thiên bảo quan phía sau, cầm sắt tự báo cho lăng tiêu bọn họ ngũ hành thiên nơi này bí cảnh, nguyên lai cầm sắt tiến vào hỗn độn cổ địa phía sau, đã từng trong lúc vô tình đi nhầm vào quá ngũ hành thiên, ở trong đó chiếm được cơ duyên không nhỏ, càng là luyện hóa một đạo ngũ hành nguyên linh, phá vỡ một lần cực hạn, bây giờ đã là nhân cảnh tột cùng tu vi. Ngũ hành nguyên linh chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên biến thành, ẩn chứa ngũ hành đại đạo pháp tắc chân ý, nếu như có thể luyện hóa ngũ hành nguyên linh, chẳng những có thể lĩnh ngộ tích chứa trong đó ngũ hành đại đạo chân ý, vẫn có thể để tu vi tăng nhanh như gió, đánh vỡ cực hạn. Bất quá ngũ hành nguyên linh thái quá hiếm hoi, coi như là cẩm sắt cũng chỉ là phát hiện một đạo ngũ hành nguyên linh mà thôi. Không sai, nơi này chính là ngũ hành thiên, dựng dục ngũ hành nguyên linh, ta từng ở ở đây luyện hóa một đạo ngũ hành nguyên linh, hơn nữa chính giữa nhất địa phương còn có một tòa ngũ hành tấm bia cổ, chỉ có trăng tròn thời điểm mới có thể xuất hiện một ít dị động, có thể ta cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến cầm sắt gật gật đầu đưa nàng ở ngũ hành thiên nhìn thấy nghe nói một lần ngũ hành nguyên linh coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ chân quý chí bảo chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên thai nghén mà ra người không phận sự khó có thể được bất quá cầm sắt có thể phát hiện ngũ hành thiên có ngũ hành nguyên linh thuyết minh nơi đây không đơn giản chúng ta trước tiên phân đầu tìm một chút đi lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên chậm rãi nói ra tốt ta cũng cảm giác nơi đây rất đặc biệt có lẽ là cái gì cường giả lưu lại động phủ cũng không nhất định chúng ta trước tiên bốn phía điều tra một chút vô lương đạo nhân nghiêm trang nói sau đó cho lão sơn dương khiến một cái màu sắc lão sơn dương hiểu ý nhất thời hãy cùng vô lương đạo nhân muốn hướng về một hướng khác mà đi chỉ có phong thanh dương còn ngu đứng ở nơi đó lão sơn dương nhất thời đem phong thanh dương túm đi qua ngươi làm gì lão sơn dương ta muốn cùng cầm sắt sư muội đồng thời bảo vệ an toàn của hắn phong thanh dương có chút không tình nguyện nói ra cùng cầm sát đồng thời. Ngươi yên tâm đi, có lăng tiêu ở, cầm sắt sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Tiểu tử ngươi sẽ không sợ quá trướng mắt sao. Đi một chút đi, lão tử truyền dạy cho ngươi một chiêu thôn thiên thực nhật, làm sao? Lão Sơn Dương một móng vỗ vào phong thanh dương chán phía sau, sau đó nhỏ giọng nói ra. Phong thanh dương nguyên bản giận tím mặt, tự muốn nổi giận, thế nhưng vừa nghe đến lão Sơn Dương nói thôn thiên thực nhật, nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này tiểu thấy hứng thú. Ngươi không có gạt ta, yên tâm đi bản tọa làm việc quang minh chính đại sao lại lừa ngươi vậy được rồi phong thanh dương cùng lão sơn dương ngươi một câu ta một câu cấp tốc rời khỏi nơi này chỉ để lại lăng tiêu cùng cẩm sắt hai người cẩm sắt chúng ta đi nơi nào lăng tiêu trong lòng có chút lúng túng nhưng ở bề ngoài lại giả vờ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra quay về cẩm sắt khẽ mỉm cười nói đi đằng trước xem một chút đi ta cảm giác đến nói đó ngũ hành lực lượng rất nồng nặc cẩm sắt thản nhiên nói nàng thật giống không nghe thấy phong thanh dương cùng lão sơn dương như thế vẻ mặt hờ hững lành lạnh cất bước hướng về trước mới chậm rãi đi đến tốt ngươi nói toán lăng tiêu lộ ra nụ cười hết sức sán lạn hướng về cẩm sát đuổi theo đi tới nơi đây lăng tiêu cũng cảm giác được vô tự thiên thư có chút dị động đặc biệt là ngũ hành lực lượng nồng nặc địa phương vô tự thiên thư hơn nữa hưng phấn vì lẽ đó lăng tiêu cũng cảm thấy nơi đây không đơn giản chỉ sợ là có để vô tự thiên thư cảm giác hứng thú đồ vật bất quá Lăng tiêu cũng không có để ý cái kia chút, mà là tùy ý cẩm sát dẫn đường đi về phía trước, hắn hết sức hưởng thụ cùng cẩm sát một chỗ thời gian, để tâm tình của hắn hết sức vui vẻ, chỉ cần hầu ở cẩm sát bên người, hắn tự rất vui vẻ. Cẩm sát mang theo lăng tiêu, đi tới phía trước lượng ngọn núi cao trong đó, nơi đó có một tòa sơn cốc hẹp dài, hai bên vách núi chót vót cực kỳ, bên trong sơn cốc chỉ có thể chứa đựng hai người song song mà được, nhưng giờ khác này mây mù tràn ngập, yên tĩnh có chút đáng sợ, để người không biết tòa sơn cốc này đến cùng thông hướng nào. Mây mù đem lăng tiêu cùng cầm sát thân ảnh bao phủ lại, để hai người bọn họ như ẩn như hiện, xem ra phảng phất là trong tiên cảnh đi ra người, nam tuấn lãng bất phàm, nữ thanh lệ thoát tục, như một đôi bích nhân. chương 2192, Ngũ Hành Nguyên Linh Len keng, nhưng vào lúc này, phía trước có kỳ dị sóng âm truyền đến, nghe lên như là tiếng đàn, như cao sơn lưu thủy giống như du dương, hoặc như là không nhiễm bụi trần tiếng ca, có thể đâm thủng hư không, trực tiếp thông suốt tâm linh. xương mù chậm rãi tản ra, có cô gái trẻ tuổi tiếng cười truyền đến, phảng phất là tiến vào một mảnh thế giới mới. Lăng tiêu cùng cẩm sắt nhìn thấy phía trước, có một đám trên người mặc vũ y nữ tử huyền chuyển nhảy múa, từng cái từng cái vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, dung nhan đều là tuyệt mỹ cực kỳ. Ở đằng kia bầy cô gái trước mặt, có ngũ phương bàn dài, mặt trên bầy đầy kỳ chân dị quả, mỹ vị món ngon, năm bóng người ngồi xếp bằng ở bàn dài phía sau, chính say sưa ngon lành thưởng thức trước mắt vũ đạo. Một cái hồng bào ông lão, một cái áo bào trắng thiếu niên, một cái quần màu lục nữ tử, một cái áo bào đen bà lão, một cái hoàng bào trung niên. Cái kia năm bóng người, khí tức tuyệt nhiên bất đồng, nhưng lẫn nhau trong đó nhưng lại cực kỳ hòa hợp, phảng phất có thể dung hợp lại cùng nhau, hiện ra một loại kiểu khác cân bằng cùng cảm giác đẹp đẽ. Có khách từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Hai vị tiểu hiếu gặp lại tức là hữu duyên, không bằng trước đến ôn lại, có thể hay không. Hồng bào ông lão nhìn thấy lăng tiêu cùng cẩm sắt phía sau, không khỏi hào sảng cười một tiếng nói. Tốt tuấn tú tiểu lang quân, vị tiểu muội muội này cũng là sinh quốc sắc thiên hương, để tỷ tỷ cực kỳ đố kỵ. Nữ nhân váy nữ tử cũng là quyến rũ cười một tiếng nói, nhưng nàng quanh thân khí thức vô cùng tinh khiết, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ áo bào đen bà lão cùng hoàng bào người trung niên cũng đều là cười bắt chuyện lăng tiêu cùng cầm sắt chỉ có áo bào trắng thiếu niên có vẻ hơi lạnh nhạt quanh thân khí tức sắc bén vô cùng đa tả các vị tiền bối đã như vậy đêm đó thế hệ sẽ không khách khí lăng tiêu cùng cầm sắt nhìn nhau sau đó khẽ mỉm cười nói hắn biểu thần sắc trên mặt rất bình tĩnh nhưng nội tâm nhưng có chút chấn động trước mắt này năm bóng người cả người tiết lộ ra ngũ hành khí tức gợn sóng nhưng lăng tiêu nhưng một chút cũng không nhìn ra tu vi của bọn họ, thuyết minh tu vi của bọn họ vượt xa lăng tiêu. Chỉ ít cũng là năm tôn thánh nhân, thậm chí là đại thánh. Lăng tiêu nói xong, tự cùng cầm sát ở đâu năm người đầu dưới ngồi xuống, xem ra hết sức tùy ý, không một chút gò bó, bắt đầu say sưa ngon lành trong lòng trước mắt ca vũ. Rất nhanh, ca vũ kết thúc, cái kia chút xinh đẹp nữ tử quanh thân ánh sáng lóe lên, đều là chậm rãi biến mất ở trong mây mù. Tiểu hữu không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên hào phóng, Lão phu hết sức thích ngươi, không biết tiểu hữu tới đây Ngũ Hành Thiên vì chuyện gì." Không bào ông lão quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, "Lão trưởng, ta tới nơi này, tự nhiên là vì tìm kiếm Ngũ Hành Nguyên Linh, không biết các ngươi có thể có cái gì phát hiện." Lăng Tiêu mắt nhất chuyển, cười nói, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt này năm bóng người tu vi đều là sâu không lường được, nhưng cũng lưu động khí Ngũ Hành, nói không chắc liền biết Ngũ Hành Nguyên Linh tâm tích. Ngũ Hành Nguyên Linh, đó cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể có được ở đây đã không có ngũ hành nguyên linh, người mau trở về đi thôi. Vẫn trầm mặc áo bào trắng thiếu niên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Không sai, tiểu hiếu, ngũ hành nguyên linh chính là ngũ hành thiên trí bảo, chúng ta năm người làm nơi này thủ hộ giả, là không thể nào để cho người khác đem ngũ hành nguyên linh mang đi. Đây không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi hay là trở về đi thôi. Quần màu lục cô gái vẻ mặt cũng là trở nên lạnh phai nhạt. Tiểu hiếu, ngươi hay là đi thôi mấy người khác cũng đều là cười khổ một tiếng nói. Lăng tiêu có thể cảm giác được, phảng phất hắn vừa nhắc tới ngũ hành nguyên linh, năm người này thái độ nhất thời liền biến, thậm chí có mấy người còn sinh ra địch ý. Lăng tiêu, không cần cùng bọn họ phí lời, bởi vì bọn họ chính là ngũ hành nguyên linh. Cầm sát trong con người thần mang lóe lên, lạnh giọng nói ra. Bọn họ chính là ngũ hành nguyên linh. Lăng tiêu cũng là hơi sướng sờ, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt năm người này, chính là năm cái sống sờ sờ sinh động sinh linh, thế nào lại là ngũ hành nguyên linh? Không sai, ngũ hành nguyên linh quỷ kế đa đoan, giỏi về biến hóa, trước mắt năm người này, cũng bất quá là ngũ hành nguyên linh biến hóa đi ra thôi. Cầm sát nhìn chăm chú lên trước mắt năm người này nói ra, quanh thân kiếm khí bốc lên, trong phút chốc trở nên phong mang vô cùng, phảng phất có thể càn quét tất cả. Vèo, cầm sát trong ánh mắt, trong phút chốc bắn ra từng đạo từng đạo nóng rực kiếm quang, ngang trời hướng về năm người kia chém rơi xuống, ẩn chứa lực lượng vô địch. Âm âm trước mắt hư không kịch liệt rung động hỗn độn quang nổ ra cái kia năm bóng người trong phút chốc tựu biến mất ở lăng tiêu cùng cầm sắt trước mặt trong nháy mắt mọi người ảnh kỳ chân dị quả bàn dài đều biến mất hết chỉ còn lại có một mảnh hoang vô thung lũng mà trong hư không nhưng là truyền đến một đạo lơ lửng không cố định tiếng cười ha 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 không nghĩ tới a à, nữ oa oa ngươi lại có thể nhìn thấu của bản tọa thân phận bất quá đi tới của bản tọa ngũ hành càn khôn đại trận bên trong các người căn bản trốn không thoát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Theo cái kia một đạo tiếng cười vang lên, trong hư không kịch liệt rung động, từng đạo từng đạo ngũ hành thần quang tràn ngập ra, trong phút chốc sương mù hỗn độn mở mang, một mảnh thần bí cổ xưa thế giới đem lăng tiêu cùng cẩm sắt bao phủ lại. Âm ầm ầm, bốn phía đều là gào thét ngũ hành cương phong, từng nét bùa chú bốc lên, xích thần trật tự đan xen vào nhau, ẩn chứa vô tận sát cơ, che ngập bầu trời hướng về lăng tiêu cùng cẩm sắt mà tới. Ngũ hành càn khôn đại trận sao? vẫn là khinh thường, không nghĩ tới này ngũ hành nguyên linh như vậy giả dối. Lăng tiêu trong lòng thầm nói, này ngũ hành nguyên linh xác thực vô cùng quỷ dị, biến ảo ra đến thân ảnh dĩ nhiên chân thực như thế, liền hắn đều giấu quá khứ. Như không phải cầm sắt phát hiện, chỉ sợ hắn đến nay còn bị che tại trong cốc. Bất quá này cái gọi là ngũ hành càn khôn đại trận, cũng không có bị lăng tiêu để ở trong mắt, ngũ hành lực lượng tuy rằng cực mạnh, nhưng hắn vẫn có mấy loại biện pháp có thể phá trận mà ra. Giang giác, không có chờ lăng tiêu có động tác gì, liền thấy cẩm sắt trong con người kiếm ý bốc lên, chỉ nghe một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, cầm sắt rút kiếm mà lên, quanh thân tản ra vô cùng kiếm khí, mình mông âm dương kiếm ý bộc phát ra, trong tay nàng cổ kiếm trực tiếp xông lên tận trời. Oanh, hướng về nàng hạ xuống phù văn cùng xích thần trật tự dồn dập bạo nổ vỡ đi ra, âm dương nhị khí hóa thành một đạo sáng trói kiếm quang phảng phất có thể tách ra vùng thế giới này ầm ầm một hồi chém vào vòng trời bên trên giang giác vòm trời trực tiếp phá nát, phun trào khỏi hư không vô tận loạn lưu, một đạo một triệu dặm lớn lên cái khe lớn nổi lên, nguyên bản kiên cố vô cùng ngũ hành càn khôn đại trận, dĩ nhiên ở cẩm sắt trong tay không đỡ nổi một đòn. Vèo, vèo, lăng tiêu cùng cẩm sắt sông lên tận trời, trực tiếp xông ra ngũ hành càn khôn đại trận. Đây là âm dương bí thuật, đáng chết, các ngươi làm sao có khả năng biết âm dương bí thuật? Một đạo thanh âm thở hổn hển truyền đến, ẩn chứa khiếp sợ không gì sánh nổi gợn sóng. Lăng tiêu cùng cẩm sắt đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở trong hư không, nổi lơ lửng một viên tản ra hào quang năm màu mặt trời, mơ hồ hiện ra một tấm cực kỳ xấu xí mặt người, chính trợn to hai mắt nhìn chằm chằm lăng tiêu cùng cẩm sắt. Đồ chơi này chính là ngũ hành nguyên linh, lăng tiêu trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, vẻ mặt cũng là trở nên hơi cổ quái. chương 2193, Ngũ Hành Sơn Ngũ hành nguyên linh thật sự là quá xấu, xem ra giống như là một viên tròn vo quả cầu thịt, tuy rằng tản ra ngũ sắc thần hà, nhưng này gương mặt cũng quá xấu, to nhỏ mắt, bã rượu mũi, miệng méo ba, xem ra giống như là bị người dùng tảng đá đập qua như thế. Nó quanh thân tản ra cực kỳ tinh thuần ngũ hành khí hơi thở, có ngũ hành đại đạo pháp tác đan dệt, không dùng cầm sát giới thiệu, lăng tiêu liền biết đây là ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành nguyên linh, người đã biết ta có âm dương bí thuật, vậy là ngươi chính mình bó tay chịu trói vẫn là chờ ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán mà chết cầm sắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chằm chằm ngũ hành nguyên linh nói ra vẻ mặt rất lạnh lùng vù cầm sắt nói xong quanh thân tản mát ra từng vòng âm dương thần quang bốn phía ngũ hành lực lượng dồn dập hướng về trong cơ thể nàng dùng để sương mù tràn ngập ở quanh thân của nàng để nàng xem ra càng phát mờ mịt xuất trần hỗn độn chia âm dương âm dương phân ngũ hành âm dương ngũ hành tuy rằng từ trên bản chất mà nói đều thuộc về đại đạo một loại nhưng âm dương đại đạo nhưng có thể diễn hóa ra ngũ hành lực lượng trình độ nào đó tới nói, âm dương bí thuật có thể khắc chế ngũ hành nguyên linh. Vì lẽ đó ở nhìn thấy cẩm sắt sẽ âm dương bí thuật thời điểm, ngũ hành nguyên linh mới có thể như vậy tức đến nổ phổi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ hành nguyên linh con người lóe lên, quay về cẩm sắt nói ra, được rồi. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không muốn chết, ta dùng một cái tin để đổi ta một mạng, làm sao? Ngươi cảm thấy tin tức gì có thể so hơn được với ngươi mệnh? cầm sắt lạnh lùng nói, khí thế quanh người càng phát ác liệt, phảng phất cũng không tính buông tha ngũ hành nguyên linh. Ta biết ngũ hành bí thuật tin tức, chỉ cần các người đáp ứng tha ta một mạng, ta sẽ nói cho các người ngũ hành bí thuật ở nơi nào, làm sao. đây chính là ngũ hành bí thuật, như là các ngươi chiếm được ngũ hành bí thuật, liền có thể lấy luyện hóa tiên thiên ngũ hành, đến thời điểm bất kể là đánh vỡ thân thể cực hạn, vẫn là chứng đạo thành thánh, đều là chút lòng thành. ngũ hành nguyên linh vội vã hô lớn ngũ hành bí thuật lăng tiêu cùng cẩm sắt nhìn nhau đều là hơi kinh ngạc ngươi là nói ngũ hành thiên bên trong có ngũ hành bí thuật sao ngũ hành bí thuật ở nơi nào lăng tiêu mở miệng hỏi nói ta có thể nói cho các người ngũ hành bí thuật tin tức nhưng các ngươi nhất định phải phát xuống thiên đạo lời thề bằng không bằng không ta tự tự bảo các ngươi cái gì cũng không chiếm được ngũ hành nguyên linh mười phần khẳng định nói tốt lăng tiêu cùng cẩm sắt nghĩ đến nghĩ đều là gật đầu một cái nói đến rồi bọn họ bây giờ tu vi, thiên đạo lời thề căn bản không thể dễ dàng đi lập, bằng không gây nên thiên đạo phản phệ, nháy mắt liền muốn hồn phi phách tán. Vì lẽ đó thiên đạo lời thề đối với bọn họ lực ước thúc vẫn là rất mạnh. Bất quá, lăng tiêu cùng cầm sát cũng có tự thân cân nhắc, nếu như có thể được ngũ hành bí thuật, coi như là tha ngũ hành nguyên linh, cũng không coi vào đâu. Ta lăng tiêu lập lời thề, ta cầm sát lập lời thề, lăng tiêu cùng cầm sát đều là gật đầu đáp ứng, sau đó lấy danh nghĩa của mình lập được thiên đạo lời thề, chỉ cần ngũ hành nguyên linh nói cho bọn họ biết ngũ hành bí thuật tâm tích, bọn họ tự buông tha ngũ hành nguyên linh. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lăng tiêu nhìn chằm chằm ngũ hành nguyên linh hỏi, tốt, ngũ hành bí thuật xác thực ngay ở ngũ hành thiên bên trong. Các ngươi không biết, ngũ hành thiên đã từng ngã xuống quá một vị ngũ hành đại đế, ngũ hành đại đế tinh tu ngũ phương thiên đạo, lấy ngũ hành bí thuật vì trở thành đạo chi cơ, hắn ngã xuống phía sau, nơi đây bị ngũ hành đại đạo bao phủ, dĩ nhiên là tạo thành chúng ta ngũ hành nguyên linh. Mà ngũ hành đại đế cũng đem ngũ hành bí thuật lưu ở nơi này. Ngũ hành nguyên linh nhìn thấy lăng tiêu cùng cẩm sát lập được thiên đạo lời thề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Nói điểm chính, lăng tiêu hơi nhướng mày, cắt đứt ngũ hành nguyên linh. Ngũ hành bí thuật ngay ở ngũ hành thiên trung ương nhất, cái kia một tòa ngũ hành sơn bên trong. Ngũ hành nguyên linh chỉ vào ngũ hành thiên nơi sâu xa, nơi đó có một tòa cao vút trong mây núi cao, chính là ngũ hành thiên bên trong cao nhất một tòa, xung quanh mây mù lượn quanh, thủy khí bốc hơi, xem ra cực kỳ bất phàm. Ngũ hành sơn sao, rất tốt, người dẫn chúng ta đi vào, cẩm sắt thản nhiên nói, hai vị đại hiệp, ngũ hành sơn chính là ngũ hành nguyên linh vùng cấm, ta căn bản không có cách nào tới đó, không bằng chính các ngươi đi làm sao. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lừa các ngươi. Ngũ hành nguyên linh khóc lóc gương mặt nói ra hoặc là đằng trước dẫn đường hoặc là chết ngươi làm sao chọn cẩm sắt trong lòng bàn tay cổ kiếm chỉ về ngũ hành nguyên linh phun ra nóng rực phong mang đồng thời có từng vòng âm dương thần quang nở rộ ra để ngũ hành nguyên linh nháy mắt tựu cứng lại rồi ta mang bọn ngươi đi hai vị đại hiệp khoan động thủ đã ngũ hành nguyên linh nhất thời cười khổ nói rất tốt ta khuyên ngươi không muốn lên tâm tư gì bằng không ta sẽ trực tiếp giết ngươi cẩm sát lạnh giọng nói ra nàng thi triển âm dương bí thuật khí thế quanh người ác liệt vô cùng âm dương thần quang đem ngũ hành nguyên linh khóa chặt lên phảng phất vì thời có thể bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất ngũ hành nguyên linh cũng không dám chút nào dị động chỉ có thể đàng hoàng mang theo lăng tiêu cùng cầm sát hướng về ngũ hành sơn bay đi ngũ hành sơn ở vào ngũ hành thiên trung ương nhất chính là một tòa trên cao vạn trượng to lớn núi cao phiêu phù ở vô tận trong mây xem ra cổ xưa hùng hồn tản ra một loại mãng hoang chi khí uyển như thượng cổ thần sơn giống như thần bí ở Ngũ Hành Nguyên no Linh dẫn dắt bên dưới, Lăng Tiêu cùng cẩm sát đi tới Ngũ Hành Sơn dưới chân. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Ngũ Hành Sơn bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc ngũ hành lực lượng, mà Ngũ Hành Nguyên no Linh tới chỗ này, giống như là bị ràng buộc như thế, phản phất tùy thời có thể bị Ngũ Hành Sơn trong ngũ hành lực lượng đồng hóa. Đậm đà như vậy mà tinh thuần ngũ hành lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, Lăng Tiêu càng phát cảm thấy, Ngũ Hành Sơn bên trong e sợ vẫn đúng là có ngũ hành bí thuật tồn tại. Ngũ hành bí thuật ở nơi nào? Lăng tiêu nhàn nhạt hỏi, ngũ hành bí thuật, đương nhiên là ở chỗ đó, các người nhìn, ngũ hành nguyên linh con người vội vã nhất chuyển, sau đó hướng về phía trước chỉ tay. Lăng tiêu cùng cẩm sắt đều là hướng về ngũ hành nguyên linh phương hướng chỉ nhìn lại, phát hiện nơi đó cổ thụ cao ngất, rừng rậm tràn ngập sương mù, giờ khắc này nhưng có hai bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Đó là hai cái dung nhan xinh đẹp nữ tử, đều là thân mặc một bộ quần đỏ, vóc người vô cùng nóng nảy, da thịt như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhưng một mực sắc mặt cũng rất lạnh, có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cùng kiêu căng. Vèo, mà giờ khắc này, ngũ hành nguyên linh nhưng là quanh thân ánh sáng lóe lên, trong phút chốc tự biến mất ở lăng tiêu cùng cầm sắt cảm giác bên trong phạm vi, sau một khắc ngũ hành nguyên linh trực tiếp xuất hiện ở cái kia hai cái quần đỏ cô gái xung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào lăng tiêu cùng cầm sắt chửi ầm lên. Hai vị tiên tử, nhanh đi báo cáo chủ nhân, hai tên khốn kiếp này nhất định chính là khinh người quá đáng, dĩ nhiên nghĩ muốn bắt ta không biết lợi hại, nhanh để chủ nhân đến trừng trị bọn họ. Ngũ Hành Nguyên Linh chỉ vào Lăng Tiêu cùng cầm sắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Chương 2194, Ngũ Hành Nguyên Linh chủ nhân. Ngũ Hành Nguyên Linh, nói như vậy ngươi là gạt chúng ta. Ở đây không có ngũ hành bí thuật, Lăng Tiêu phảng phất không có một chút nào nổi giận, nhìn Ngũ Hành Nguyên Linh một chút thản nhiên nói. Lừa ngươi thì lại làm sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ngũ hành bí thuật đúng là ngũ hành sơn bên trong bất quá nhưng ở chủ nhân ta trong tay chỉ bằng hai người các ngươi cái còn dám có ý đồ với ngũ hành bí thuật thực sự là không biết lợi hại a à. ngũ hành nguyên linh dương dương đắc ý cười nói nếu ngũ hành bí thuật trong này tự được chỉ cần làm thịt chủ nhân của ngươi ta tự nhiên có thể có được ngũ hành bí thuật lăng tiêu gật đầu một cái nói vẻ mặt như cũ lộ ra rất bình tĩnh càn rỡ cái kia hai cái dung nhan xinh đẹp quần đỏ nữ tử cùng kêu lên mắng chậm rãi đi tới ở cao lâm hạ nhìn chằm chằm lăng tiêu cùng cầm sắt khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, trong con người có một tia nóng rực sát ý. Các ngươi là ai, lại dám đánh ngũ hành nguyên linh cùng ngũ hành bí thuật chủ ý. Mau chóng bó tay chịu trói, nếu không thì để cho các ngươi sinh tử lưỡng nan. Trong đó một cái quần đỏ nữ tử lạnh lùng nói, quanh thân có nóng rực hỏa diễm bốc lên, phảng phất có thể đốt diệt vùng thế giới này, khí tức vô cùng khủng bố. Các nàng tu vi của hai người, thình lình đều đã đạt đến nhân cảnh, phá vỡ một lần cực hạt, ngưng tụ ra nhân tôn, coi như là đặt ở hỗn độn cổ địa bên trong, cũng là thiên kiêu nhân vật một loại yêu nghiệt, nhưng trong này cũng chỉ là cái kia thần bí chủ nhân thủ hạ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu đối với cái kia thần bí chủ nhân cũng là có chút tò mò lên. Giao ra ngũ hành bí thuật, bằng không chết, cầm sắt vẻ mặt lành lạnh cực kỳ, quanh thân kiếm ý bốc lên, cầm trong tay thái thượng kiếm, đan sen âm dương nhị khí, đem trước mắt hai cái quần đỏ nữ tử khóa chặt lên. Nàng quần đỏ như máu, tóc bạc như xương, quanh thân khí chất vô cùng ác liệt, khuôn mặt lại tuyệt mỹ cực kỳ, để cái kia hai cái quần đỏ nữ tử ở nhìn thấy cẩm sắt phía sau, đều là cảm giác được có chút kinh diễm, có một loại tự ti mà cảm cảm giác, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Bất quá cẩm sắt thái độ, lại làm cho các nàng hai người có chút phẫn nộ, lúc này vẻ mặt trở nên càng ngày càng lạnh như băng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, để tứ phương hư không đều có chút nhăn nhó. Nghĩ muốn ngũ hành bí thuật, vậy thì để mạng lại đổi đi hai cái quần đỏ nữ tử đều là bạo quát một tiếng đạo, dẫn đầu xuất thủ, hướng về cầm sát giết tới. Âm âm, hai người bọn họ quần đỏ bay bay, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, trong tay mỗi người nắm một thanh màu đỏ cổ kiếm, kiếm quang ngang dọc hư không, ác liệt mà bá đạo. Giết, cầm sát trong con người sát cơ lóe lên, cầm trong tay thái thượng kiếm tung trời mà đến, âm dương thần quang đan dệt ở nàng quanh thân phảng phất quay quanh lượng con thần long kiếm quang mờ mịt mà thần bí kiếm ý minh mông vô cùng cái kia hai cái quần đỏ nữ tử cùng cầm sắt tu luyện đều là kiếm đạo, bất quá quần đỏ nữ tử tu luyện chính là hỏa diễm kiếm đạo, mà cầm sắt tu luyện chính là thái thượng kiếm đạo, tuyệt nhiên bất đồng, trực tiếp tự bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến. Oanh, lửa cháy ngập trời đan dệt, hỏa diễm kiếm khí cùng thái thượng kiếm khí va chạm, để tứ phương vòng trời rung động, xuất hiện từng đạo từng đạo như mạng nhện giống như vết rạn nứt, hư không loạn lưu từ trong đó tràn ra, đem quần đỏ nữ tử cùng cầm sắt tất cả đều bao phủ lại. Mặc dù là nữ tử, ba người ra tay đều là vô cùng ác liệt, chiêu chiêu nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương, trong hư không thần quang rung động, kiếm ý bốc lên, bão táp bao phủ tứ phương, để ngũ hành sơn đều ở hơi rung động. Ta vốn là dự định tha cho ngươi không chết, thế nhưng ngươi lừa ta. Lăng tiêu cũng không có lo lắng cầm sắt, tuy rằng cầm sắt lấy một trọi hai, nhưng lăng tiêu tin tưởng người thắng cuối cùng nhất định là cầm sắt, ánh mắt của hắn rơi vào ngũ hành nguyên linh vẻ mặt, bình tĩnh mà trong suốt, phảng phất có thể thấy rõ tất cả tiếp xúc đến lăng tiêu ánh mắt phía sau, ngũ hành nguyên linh không khỏi cả người run lên, ngoài mạnh trong yếu nói tiểu tử, nơi này chính là ngũ hành sơn. Nếu như người dám động thủ với ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ hành nguyên linh mặc dù là thiên địa linh vật, vô thượng kỳ chân, nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh, nhiều nhất cũng chính là tương đương với vừa rồi đánh vỡ một lần cực hạn nhân cảnh cường giả. Ngũ hành nguyên linh cảm giác vô cùng nhạy cảm, nó có thể phát hiện đến lăng tiêu trên người có một loại để nó cảm giác được khí thức nguy hiểm e sợ nó không phải là đối thủ của lăng tiêu. Thế nhưng vừa nghĩ tới vậy cường đại mà kinh khủng chủ nhân, trong lòng nó tự an định hạ xuống. Chủ nhân của ngươi sao? Ta cũng rất tò mò hắn rốt cuộc là ai, hơn nữa ta đối với hắn trên người ngũ hành bí thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi lừa ta, tự để mạng lại bồi thường đi, lăng tiêu thản nhiên nói, sau đó lấy tay ngang trời hướng về ngũ hành nguyên linh chụp tới. Âm ầm, lăng tiêu bàn tay tăng vọt ra, trong đó hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất ẩn chứa một mảnh cổ lão mà thế giới thần bí, đồng thời trong đó tỏa ra cường đại lực cắn nuốt, tạo thành một mảnh minh mông nuốt chừng vòng xoáy. Lăng tiêu biết ngũ hành nguyên linh chính là ngũ hành đại đạo bản nguyên biến thành, ngũ hành thần thông đối với hắn cũng không thể tạo tác dụng, thậm chí sẽ bị kỳ lợi dùng chạy trốn. Vì lẽ đó lăng tiêu trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, nghĩ muốn đem ngũ hành nguyên linh bắt lại. Lăng tiêu phía sau thần quang sôi trào, như là có một mảnh vô biên đại hải, mình mông vòng xoáy có thể thôn thiên thực nhật khí tượng vô cùng kinh người khốn nạn người dám động thủ với ta ngũ hành nguyên linh biến sắc mặt không nghĩ tới lăng tiêu dĩ nhiên quả quyết như vậy tự ra tay với nó không khỏi nhọn kêu một tiếng quanh thân ngũ hành thần quang lưu động trong phút chốc liền muốn phá mở hư không chạy trốn Âm ầm ầm thế nhưng thôn thiên bí thuật hoàn toàn bộc phát ra hình thành thôn thiên thần hải đem hết thảy đều bao gồm đi vào để ngũ hành nguyên linh căn bản không có cách nào chạy trốn mắt thấy sẽ bị lăng tiêu một phát bắt được vèo nhưng vào lúc này ngũ hành nguyên linh quanh thân tỏa hào quang rực rỡ ngũ hành thần hoàn từng vòng nhộn nhạo lên để nó tỏa ra một loại vạn pháp bất xâm gợn sóng trong cơ thể nó phảng phất bạo phát ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng nháy mắt tựu tránh thoát lăng tiêu thôn thiên thần hải hướng về ngũ hành sơn nhanh chóng bỏ chạy chủ nhân nhanh cứu ta a à, ngũ hành nguyên linh hô to lên nó quanh thân từng vòng ngũ hành thần hoàn tràn ngập cùng ngũ hành sơn phảng phất tạo thành một loại thần bí cộng hưởng để ngũ hành sơn cũng là toát ra sáng chói thần hà xem ra thần bí khó lường giang giác phảng phất là một đạo thiên môn động mở trong hư không đại đạo pháp tác đan dệt ngũ hành thần quang tỏa sáng phù văn bốc lên một đạo thần bí bóng người chậm rãi hiện lên trong hư không chủ nhân xuất quan ha 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 tiểu tử người nhất định phải chết lần này ai cũng cứu không được ngươi ngũ hành nguyên linh ánh mắt sáng lên lúc này tiểu cười to phách lối lên. Hả, đây chính là ngũ hành nguyên linh chủ nhân sao? Lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên, không có tiếp tục ra tay với ngũ hành nguyên linh, mà là nhìn chăm chú vào trong hư không cái kia một bóng người, chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc. Giống như là ở nơi nào đã từng từng thấy cái này người như thế. Vù, cái kia một bóng người không gian chung quanh tràn ngập, hào quang óng ánh bên trong, hắn cất bước mà ra, lộ ra hình dáng, một đôi óng ánh mà sáng trói con mắt, Đêm này một vùng trời đều chiếu sáng. chương 2195, lại gặp Giang Lưu Nhi. Đó là một cái xem ra hoàn mỹ nam tử hoàn hảo. Hắn một thân áo bào trắng, vóc người thon dài, mái tóc dài màu đen tùy ý dối tung ở sau gáy, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ, da thịt trong suốt như ngọc, xem ra không hề có một chút tì vết, thậm chí tràn đầy một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Mặt mũi hắn có thể dùng đẹp đẽ để hình dung, để nữ tử nhìn thấy đều sẽ đố kỵ dung mạo của hắn, Đặc biệt là một đôi như ngôi sao giống như con mắt, thâm thúy, óng ánh mà sáng sủa, phảng phất ẩn chứa một vùng sao trời, để người không tự chủ tựu đắm chìm vào trong đó. Hắn bước chậm mà đến, quanh thân rơi ra hạ lấm tấm ánh sao, phảng phất tắm đầy trời tinh quang, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khí chất siêu nhiên xuất trần. Ở sau người hắn, theo một con tiểu chó đất, đưa cái lưỡi đầu, ánh mắt linh động, xem ra hết sức khả ái. Lăng Tiêu ở nhìn thấy nam tử này thời điểm, không khỏi hơi sững sờ hắn xác thực nhận ra nam tử này. Giang Lưu Nhi, Lăng Tiêu ở tham gia đan phù đại điển thời điểm, ở tiểu đan phù giới trong lúc vô tình rút rơi xuống năm căn bản nguyên thánh dược, thả ra Giang Lưu Nhi, vị này được xưng 90 triệu năm phía trước tuyệt thế thiên kiêu, có hy vọng nhất chứng đạo thành đế cường giả. Lăng Tiêu không nghĩ tới, ngũ hành nguyên linh chủ nhân lại chính là Giang Lưu Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhân, tên khốn kiếp này nghĩ muốn giết ta, người nhất định phải làm chủ cho ta a. À. Ngũ hành nguyên linh ở nhìn thấy Giang Lưu Nhi phía sau, lúc này tiểu chạy tới khóc kể lể, nhìn về phía lăng tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy hung hăng cùng đắc ý. Nó thậm chí vị chủ nhân này khủng bố, dưới cái nhìn của nó, nếu như chủ nhân đồng ý ra tay, coi như là lăng tiêu mạnh hơn cũng chắc chắn phải chết. Giang Lưu Nhi nhìn lăng tiêu, vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Không sai, là lại gặp mặt, mấy năm không gặp, Giang Huynh thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Lăng tiêu gật đầu một cái nói, các ngươi, các ngươi, nhận thức, ngũ hành nguyên linh lúc này trợn tròn mắt, không sai, ta cùng tiểu huynh đệ mấy năm trước tự biết, ngươi có phải là đắc tội rồi tiểu huynh đệ. Còn không nhanh hướng đi tiểu huynh đệ chịu nhận lỗi, Giang Lưu Nhi nhìn ngũ hành nguyên linh nói ra, hướng về hắn chịu nhận lỗi, chủ nhân, người không có lầm chứ, là hắn nghĩ muốn giết ta, hẳn là hắn hướng về ta chịu nhận lỗi mới đúng. Ngũ hành nguyên linh tức giận nói ra, cầm sắt, dừng tay đi, lăng tiêu quay về trong hư không đang cùng hai cái quần đỏ nữ tử đại chiến cầm sắt nói ra giang lưu nhi trên người có một loại để người rất thoải mái khí tức hơn nữa lăng tiêu đối với hắn cũng khá có hảo cảm hắn có thể đủ cảm giác được giang lưu nhi đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý vì lẽ đó gọi lại cầm sắt oanh trong hư không nóng rực kiếm quang nổ ra như một viên mặt trời nhỏ dâng lên cầm sắt nghe được lăng tiêu phía sau từ trong đó hoành bay ra không có tiếp tục ra tay mà đối diện hai cái quần đỏ nữ tử nhưng là sắc mặt hơi trắng bệch trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm hai người bọn họ đã rơi vào hạ phong nếu như cẩm sắt lại không dừng tay các nàng liền muốn thật sự thua ở cẩm sắt trong tay các nàng nhìn về phía cẩm sắt ánh mắt cũng là hơi hơi có chút không giống cẩm sắt tu vi cùng các nàng tương đương nhưng thực lực nhưng còn xa thắng các nàng để trong lòng các nàng tuy rằng không cam lòng nhưng lại không thể làm gì giang huynh ta cũng không biết ngũ hành nguyên linh là người thủ hạ nhiều có đắc tội, vẫn xin xem xét." Lăng Tiêu quay về Giang Lưu Nhi chắp tay cười một tiếng nói: "Không sao, nói đến cũng là cái tên này quá lỗ mãng. Tiểu huynh đệ đến đây, có thể là vì ngũ hành bí thuật." Giang Lưu Nhi khoát tay áo một cái cười nói: "Quả thật có chút ý nghĩ, không biết ngũ hành bí thuật có hay không đã rơi xuống giang huynh trong tay. Ta có thể nắm những thứ khác thiên cung bí thuật đến trao đổi." Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình ở hỗn độn cổ địa bên trong là tốt nhất tập hợp đủ thập nhị thiên công bí thuật cơ hội nếu biết nơi đây có ngũ hành bí thuật lăng tiêu tự nhiên không định bỏ qua cho không dùng phiền phức như vậy ngũ hành bí thuật ngay ở ngũ hành sơn đỉnh bên trên nơi đó có một tòa ngũ hành thiên bia nếu có duyên tự nhiên có thể từ trong đó được ngũ hành bí thuật người có thể đi thử một lần giang lưu nhi khẽ mỉm cười nói ồ ngay ở ngũ hành sơn đỉnh bên trên sao lăng tiêu ánh mắt sáng lên xem ra ngũ hành nguyên linh cũng không có hoàn toàn đang lừa hắn, nếu như có thể được ngũ hành bí thuật, đến thời điểm không nhưng thực lực của hắn tăng nhiều, rời tập hợp đủ thập nhị thiên công cũng càng gần một bước. Lăng tiêu huynh đệ, bây giờ thiên tuyển đại hội nhất khảo hạch cuối cùng sắp đến, người đối với thiên tuyển chi tử ứng cử viên, có thể có ý kiến gì không? Giang lưu nhi tiếng nói nhất chuyển, thiên tuyển chi tử, chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu yêu nghiệt tranh đấu, muốn trở thành thiên tuyển chi tử khó khăn cỡ nào? Bất quá Giang Huynh cần phải có cơ hội, Lăng tiêu hơi xúc động cười nói, trước mắt Giang Lưu Nhi xem ra sâu không lường được, cho lăng tiêu cảm giác có chút tương tự với thiên tử, không thể không nói thiên tử là lăng tiêu đến nay mới thôi, nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất một cái. Coi như là Chu Bàn Long, nguyên thủy đế tử đám người, nếu so với thiên tử kém hơn rất nhiều. Thiên đế năm đó quét ngang chư thiên vạn giới, khai sáng nhân tộc kỳ nguyên, dẫn dắt nhân tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, làm chủ thần giới, mà hắn hậu nhân cũng là vô cùng trói mắt, để thế hệ trẻ bạn cùng lứa tuổi ảm đạm phai mờ. Ngươi nói sai rồi, dưới cái nhìn của ta, bất kể là ta cũng tốt, thiên tử cũng tốt, trở thành thiên tuyển chi tử tỷ lệ cũng không lớn, cơ hội lớn nhất người hẳn là ngươi. Giang Lưu Nhi bao hàm thâm ý nói, ta sao? Giang Huynh cũng thật là đối với ta có lòng tin a? À. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, không sai, ngươi là cái này kỷ nguyên tới nay, ta duy nhất nhìn không thấu người. Chúng ta tuy rằng đều thuộc về cái này kỷ nguyên, nhưng bị phong ấn hồi lâu bất kể là khí vận vẫn là cơ duyên cũng không sánh nổi các ngươi thiên đạo chung mãi mãi cũng là lập tức người giang lưu nhi chậm rãi nói ra giang huynh là phát hiện cái gì không lăng tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên hắn cảm giác được giang lưu nhi trong lời nói có chuyện như là ở hỗn độn cổ địa bên trong phát hiện cái gì ta cũng chỉ là suy đoán không thể coi là thật bất quá nếu là thật đến rồi cuối cùng thời khắc coi như là cùng lăng tiêu huynh đệ gặp gỡ ta cũng sẽ không nương tay thiên tuyển chi tử vẫn là quá hấp dẫn người. Giang Lưu Nhi khẽ mỉm cười nói, ta cũng giống vậy, mong đợi cùng Giang Huynh một trận chiến. Lăng tiêu gật đầu cười nói, trong ánh mắt có một tia cường đại chiến ý. Hắn có tự thân ngạo khí, tuy rằng Giang Lưu Nhi được xưng chín 10 triệu năm trước tuyệt thế thiên kiêu, nhưng hắn không cho là mình sẽ yếu hơn Giang Lưu Nhi cùng thiên tử đám người, hắn có lòng tin cùng Giang Lưu Nhi một trận chiến. Cùng này chút cổ chi thiên kiêu đại chiến, mới có khả năng nhất để hắn cực điểm thăng hoa, đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Vù, Giang Lưu Nhi chỉ điểm một chút hướng về ngũ hành nguyên linh, ngũ hành nguyên linh phảng phất biết Giang Lưu Nhi muốn làm gì, tuy rằng khuôn mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là không có ngăn cản Giang Lưu Nhi, tùy ý Giang Lưu Nhi chỉ điểm một chút ở mi tâm của nó chỗ. Ngũ hành nguyên linh mi tâm tràn ra một giọt máu, hiện ra hào quang năm màu, xem ra thần bí khó lường, ẩn chứa ngũ hành sinh diệt sức mạnh, này một giọt máu trâu tràn ra, ngũ hành nguyên linh nhất thời trở nên uể oải, uể oải suy sụp lên chương 2196, ngũ hành thiên bia. Lăng tiêu huynh đệ, này nhỏ máu châu tựu tặng cho ngươi, cũng coi như là báo đáp ngươi vì ta phá mở phòng ấn ân tình. Chúng ta sau này còn gặp lại, Giang Lưu Nhi đem cái kia một giọt năm màu giọt máu đưa cho Lăng tiêu, khẽ mỉm cười nói. Đa tạ Giang huynh, Giang huynh chuẩn bị này được đi nơi nào? Lăng tiêu cũng không có lập dị, lúc này thu năm màu giọt máu, tuy rằng không có luyện hóa xong cả ngũ hành nguyên linh, thế nhưng này một giọt năm màu giọt máu, lại có thể để hắn tìm hiểu ngũ hành đại đạo bản nguyên, không những có thể tu vi tăng nhiều, ở tìm hiểu ngũ hành bí thuật thời điểm, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đi tìm một cổ ấn, chờ đợi cuộc chiến cuối cùng đến. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi giành giật một hồi, này thiên địa là thời điểm nên thay đổi. Giang Lưu Nhi thanh âm cực kỳ mờ mịt, tựa hồ là có ý riêng, hắn không có quay đầu lại, hướng về lăng tiêu khoát tay áo một cái, hướng về phía trước bước chậm mà đi, chậm rãi biến mất ở vân hải nơi sâu xa hai cái quần đỏ nữ tử ngũ hành nguyên linh cũng đều là chặt chẽ đi theo sát tới giang huynh đúng là tiêu sái lăng tiêu nhìn giang lưu nhi thân ảnh đi xa hơi xúc động nói hắn rất mạnh bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ vẫn trầm mặc cầm sắt bỗng nhiên mở đầu nói ồ vậy ngươi có thể ở trong tay hắn chống đỡ mấy chiêu lăng tiêu nhìn cầm sắt nhiều hứng thú cười nói một chiêu hắn nếu như ra tay toàn lực ta không chống đỡ được một chiêu ngươi cũng giống vậy, cẩm sát thản nhiên nói. nhưng mà sau đó xoay người hướng về ngũ hành sơn bên trên đi đến. lăng tiêu vốn đang hơi kinh ngạc ở cẩm sát phán đoán, thế nhưng nghe được cẩm sát câu cuối cùng nhất thời tựu có chút buồn bực. cẩm sát đối với hắn không khỏi cũng quá không có lòng tin. cẩm sát, người cũng quá coi thường ta sao? ta đã nói với ngươi, đừng nói một chiêu, hắn mười 10 chiêu, một trăm chiêu cũng đừng muốn đánh bại ta. lăng tiêu có chút tính trẻ con hướng về cẩm sát đuổi theo. ngũ hành sơn khí thế bàng bạc cao vạn trượng, vô cùng chót vót, phiêu phù ở vân hải bên trên, bị sáng trói ngũ sắc thần hà bao phủ, xem ra mờ mịt mà thần bí. Lăng tiêu cùng cẩm sát có thể cảm giác được, ngũ hành sơn bên trong ẩn chứa minh mông ngũ hành bản nguyên, đặc biệt là ngũ hành sơn trên đỉnh ngọn núi, nơi đó phảng phất là ngũ hành hội tụ chi địa, đại đạo thai ngén vị trí, có thần bí đạo âm tràn ngập ra. Hai người bọn họ thập cấp mà lên, rất nhanh là đến ngũ hành sơn đỉnh. Đứng ở ngũ hành sơn đỉnh, bốn phía đều là mờ mịt vân hải, từng tòa từng tòa huyền phù sơn mạch lộ ra trên đỉnh ngọn núi, giống như là trong biển rộng tiểu đảo như thế. Ngũ hành sơn đỉnh, giống như là ngũ hành thiên ngay chính giữa, có thể quan sát tất cả, ngũ hành thiên cảnh tượng thu hết vào mắt. Trên đỉnh ngọn núi bên trên chọc lốc, chỉ có một phương tấm bia cổ, ngoài ra không có thứ gì. Đây chính là ngũ hành thiên bia sao. Lăng tiêu quan sát tỉ mỉ phía kia tấm bia cổ, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Ngũ hành thiên bia xem ra có hơn trăm trượng cao, toàn thân trình màu nâu xám, Mặt trên vỏ đá loang lổ, để lại rất nhiều năm tháng tang thương dấu vết, xem ra vô cùng phổ thông. Lăng Tiêu cũng không có từ tòa này cổ trên tấm bia, cảm giác được bất kỳ cùng ngũ hành đại đạo có liên quan khí tức. Giang Lưu Nhi nói người có duyên có lẽ ngũ hành thiên bia bên trên được ngũ hành bí thuật, sợ sợ chính là nguyên nhân này, nghĩ muốn cảm mộ ra ngũ hành bí thuật cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cẩm Sắt chậm rãi nói ra, người có biện pháp gì không? Lăng Tiêu nhìn Cầm Sắt khẽ mỉm cười nói, có lẽ có thể dùng âm dương bí thuật thử một lần. Âm dương bí thuật cùng ngũ hành bí thuật vốn thuộc đồng nguyên, đều là bắt nguồn từ trí cao vô thượng Hỗn Độn bí thuật, hai cái có kỳ dị nào đó liên hệ, nếu như triển khai âm dương bí thuật, mới có thể từ ngũ hành thiên bia bên trong tìm hiểu ra ngũ hành bí thuật. Đây là chữ âm quyển, người đem cùng chữ dương quyển dung hợp, tự có thể có được hoàn chỉnh âm dương bí thuật. Cẩm Sắt nghĩ đến muốn nói nói, veo, Cẩm Sắt trong lòng bàn tay xuất hiện một viên truyền thừa tinh thạch đưa cho Lăng Tiêu. Nàng biết lăng tiêu trước từ phong thanh dương cái kia đạt được đến chữ dương quyển, bây giờ đem chữ âm quyển truyền thừa tinh thạch cho lăng tiêu, như vậy lăng tiêu tự có thể có được hoàn chỉnh âm dương bí thuật. Chỉ là, cẩm sát chính mình còn chưa ý thức được, bất chi bất giác nàng đã bắt đầu vì là lăng tiêu nghĩ, rất tự nhiên liền lấy ra chữ âm quyển, không có chút nào do dự. Tốt, đa tạ, lăng tiêu cười nói, nụ cười hết sức sán lạn, không cần khách khí, ngươi giúp ta nhiều như vậy, chữ âm quyển cũng coi như là báo đáp ngươi. Cầm sát tránh được lăng tiêu ánh mắt, thản nhiên nói. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không hề nói gì, đem chữ âm quyển truyền thừa tinh thạch đặt ở mi tâm, nhất thời một luồng minh mông tin tức dòng lũ tràn vào đến rồi trong biển ý thức của hắn. Lăng Tiêu cả người khẽ run lên, hắn có thể đủ cảm giác được trong óc, Phảng Phất có thần bí âm dương nhị khí lưu động, để con mắt của hắn nháy mắt cũng sinh ra biến hóa nào đó. Lăng Tiêu một đôi mắt đã biến thành một đen một trắng, thế giới ở trong mắt hắn Phảng Phất chỉ còn lại có hai màu trắng đen lẫn nhau đan dệt quấn quanh, tạo thành vạn vật sinh linh, tạo thành chư thiên vạn giới. Âm dương nhị khí, vì là vạn vật lực lượng bản nguyên, ẩn chứa nguồn gốc của sự sống trung cực huyền bí. Lăng Tiêu nhất thời tựu ngồi xếp bằng ở ngũ hành thiên bia trước mặt, quanh thân khí tức thần bí đan dệt, có âm dương nhị khí lưu động, để cả người hắn cũng đều là trở nên mở ảo lên. Cầm sắt hết sức có kiên trì, cầm kiếm đứng ở Lăng Tiêu phía sau, vì là Lăng Tiêu hộ pháp. Chiếm được âm dương bí thuật truyền thừa, đối với lăng tiêu tới nói không khác nào là một hồi lột xác. Trước hắn ở trong quá trình tu luyện gặp phải rất nhiều vấn đề khó, đều giải quyết dễ dàng. Cơ thể hắn nguyên bản cứng rắn như sắt, giờ khắc này âm dương nhị khí lưu động, để cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dẻo dai, trong cơ thể từng cái hạt căn bản, cũng bắt đầu có âm dương nhị khí hòa vào trong đó. Lăng tiêu trong con ngươi, âm dương ánh sáng lưu truyền, để hắn có thể đủ thấy rõ tất cả, thần bí khó lường. Đối với này chút biến hóa, Lăng Tiêu cũng không hề để ý. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở trong ốc âm dương bí thuật bên trên, âm cùng dương hai đạo cổ lão mà phù văn thần bí đan dệt, như khai thiên ích địa đạo thứ nhất thần văn, ẩn chứa đại đạo chí lý, để Lăng Tiêu toàn bộ mọi người lâm vào mộ đạo cảnh bên trong. Âm dương, vạn vật bắt đầu vậy, Lăng Tiêu bên tai, phảng phất có hồng trung đại lữ vang lên, để người thể hồ quán đỉnh, như là ngộ hiểu như thế, lĩnh ngộ âm dương pháp tác chân ý từng đạo từng đạo khí thức thần bí từ lăng tiêu trong cơ thể tràn ra cả người hắn trở nên mờ mịt lên chung quanh hư không hơi có chút vặn vẹo hắn phảng phất liền muốn hóa đạo mà đi toàn bộ người cùng đại đạo kết hợp lại khí thức huyền ảo cực kỳ nhưng vào lúc này nguyên bản xem ra cực kỳ thông thường ngũ hành thiên bia cũng là xảy ra biến hóa nào đó Giang giác ngũ hành thiên bia bên trên loang lổ vỏ đá bắt đầu bóc ra từng mảng sáng chói thần quang ầm ầm dâng lên ra đan sen ngũ sắc thần hà màu trắng màu xanh màu đen Màu đỏ cùng màu vàng năm loại thần quang luân hồi, ẩn chứa ngũ hành lực lượng bản nguyên, ầm ầm một hồi hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Lăng Tiêu quanh thân khẽ run lên, từ trong cơ thể tràn ra hai màu trắng đen ánh sáng, trong phút chốc cùng ngũ sắc thần quang tan hợp lại cùng nhau, tạo thành bảy màu thần hà. Trong nháy mắt, hư không rung mạnh, sấm vang chấp giật. Chương 2197, Âm Dương Ngũ Hành. Lăng Tiêu ở tìm hiểu âm dương bí thuật thời điểm, cùng ngũ hành thiên bia trong đó sinh ra một loại cộng minh kỳ dị âm ầm mà cùng lúc đó lăng tiêu trong cơ thể có một ánh hào quang ngang trời bay ra sau đó ở trong hư không bắt đầu bạo tăng hóa thành một đạo thông thiên bia lớn xuất hiện ở ngũ hành thiên bia bên cạnh nóng dực thần quang dâng lên âm dương nhị khí lưu động từng đạo từng đạo thiểm điện đan dệt để cái kia một đạo thông thiên bia lớn xem ra vô cùng thần bí đây là nhật nguyệt thiên bia chính lâm vào trạng thái tu luyện lăng tiêu trong lòng hơi chấn động một cái không nghĩ tới ở hắn tham diện âm dương bí thuật thời điểm. Nhật Nguyệt Thiên Bia dĩ nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra. Ở chiến thần giới Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chi ở bên trong lấy được Nhật Nguyệt Thiên Bia, Lăng Tiêu tuy rằng có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Thiên Bia bất phàm, nhưng lại không biết Nhật Nguyệt Thiên Bia có chỗ lợi gì. Mà bây giờ, hắn chiếm được hoàn chỉnh âm dương bí thuật, Nhật Nguyệt Thiên Bia giống như là bị kích phát rồi trong đó lực lượng nào đó, nháy mắt bạo phát. Âm âm âm, Nhật Nguyệt Thiên Bia lưu động âm dương nhị khí, Ngũ Hành Thiên Bia phóng ra ngũ sắc hào quang, hai cái chợt bắt đầu chậm rãi tới gần, ầm 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 thiên địa rung động nóng rực thần quang bão táp bao phủ tứ phương bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ đến cuối cùng nhật nguyệt thiên bia dĩ nhiên cùng ngũ hành thiên bia trực tiếp hợp thành một thể trong phút chốc toát ra bảy màu thần hà đem vòng trời đều hoàn toàn chiếu sáng lăng tiêu thân thể chậm rãi lơ lửng này một tòa bảy màu thiên bia từ từ phân giải cuối cùng trực tiếp hóa thành hai thiên cổ lão thần bí kinh văn ẩn chứa âm dương ngũ hành thần bí sức mạnh trói lọi đến rồi cực hạn mà lăng tiêu giữa chân mày vô tự thiên thư cũng là bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy bạo phát ra một luồng kỳ dị sóng âm như là khai thiên ích địa thiên đạo thanh âm cái kia hai thiên cổ xưa kinh văn nhưng là còn như ánh sáng nháy mắt liền bắn vào đến lăng tiêu giữa chân mày oanh vô tự thiên thư phóng ra nóng rực cửu thải thần hà như là thiên đạo bị bổ toàn như thế nhất thời ở mặt trên hiển hóa ra âm dương bí thuật cùng ngũ hành bí thuật hai thiên kinh văn mà lăng tiêu cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra chiếm được này hai thiên kinh văn truyền thừa khi tức cả người bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định lên. Thiên cương thứ 10, âm dương bí thuật. Thiên cương thứ 11, ngũ hành bí thuật. Âm âm âm, khi lấy được âm dương ngũ hành hai đại thiên công bí thuật truyền thừa phía sau, lăng tiêu quanh thân dâng lên xích hà, ngũ hành thiên bên trong, xung quanh minh mông ngũ hành lực lượng bản nguyên hướng về trong cơ thể hắn điên cuồng dùng để. Ngang, giống, lăng tiêu trong cơ thể, có tiếng rồng ngâm hổ gầm, lại có thiên lôi ầm ầm, vô tận thần quang đan dệt, hắn ngồi xếp bằng ở ngũ hành sơn bầu trời, quanh thân hiển hóa ra các loại thần bí dị tượng. Lăng Tiêu nguyên bản tu luyện tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật, bạch hổ bí thuật, huyền vũ bí thuật cùng kỳ lân bí thuật, nhưng là trừ tổ long bí thuật hắn bây giờ đã đại thành, cái khác bốn đại bí thuật tuy rằng chiếm được truyền thừa, nhưng không có thần thú huyết mạch, cũng chỉ là có thể sử dụng trong đó bộ phận thần thông thôi. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu chiếm được ngũ hành bí thuật phía sau, mình mông ngũ hành lực lượng bản nguyên dùng để để quanh người hắn khí thức thần bí khó lường, tổ long bí thuật năm đại bí thuật, giống như là bị triệt để kích hoạt rồi như thế, để lăng tiêu thân thể thay đổi càng phát kinh khủng lên. Quanh người hắn lưu động ngũ sắc thần hà, ở ngũ tạng lục phủ của hắn vị trí, ngũ phương thánh thú chiếm giữ trong đó, lẫn nhau dung hợp, bạo phát ra khủng bố ngập trời sóng sức mạnh. Lăng tiêu cảm giác được, hắn sức mạnh trong cơ thể giống như là sẽ phải phun ra núi lửa như thế, đã đạt đến một loại điểm giới hạn, phải đánh phá cực hạn, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Lăng tiêu thân thể óng ánh trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấy xương cốt, trong cơ thể hắn lưu động thất sắc thần hà âm dương ngũ hành sức mạnh phảng phất để cơ thể hắn chiếm được một lần điêu luyện cùng lột xác trở nên càng ngày càng cường hãn hắn tuy rằng nhắm hai mắt lại nhưng cũng cảm giác được thế giới này vô cùng rõ ràng tràn đầy các loại các dạng pháp tắc đường nét mà âm dương ngũ hành giống như là bảy đạo thông thiên thần trụ tạo thành chống đỡ này một thế giới căn cơ lăng tiêu thân thể cùng đại đạo pháp tắc dung hợp không có mảy may tạp chất toàn thân từng cái hạt căn bản đều có hỗn độn khí tràn ngập giống như là muốn khai thiên tích địa giống như vậy, tạo thành từng đạo từng đạo thần bí tiểu thế giới. Trong thân thể của hắn ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh, như là khai sáng vô biên thế giới sáng thế thần, cao to, vĩ đại, để người nhìn một chút tựu tâm thần rung động. Lăng tiêu cảm giác được, hắn sức mạnh trong cơ thể đã tích trữ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bạo phát. Cho ta mở, lăng tiêu quát to một tiếng nói, nhất thời quanh thân phun trào khỏi vô tận bảy màu hào quang, sau đó một quyền sông lên tận trời, quanh thân như là hiện lên một tầng nóng rực hỏa diễm, bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Âm âm âm, thiên địa rung động, lăng tiêu đấm ra một quyền, trực tiếp đem vòng trời bên trên vô tận mây mù nổ nát ra, to lớn quyền ấn bao phủ vòng trời, để hư không chấn động kịch liệt, mình mông hỗn độn quang nở rộ ra. Mà lăng tiêu trên đỉnh đầu, thứ hai đóa đại đạo tiên hoa chậm rãi nở rộ ra. Trong phút chốc, ánh sáng vô tận soi sáng cửu thiên thập địa, thần bí đại đạo tiên hoa dáng dấp hiểu điệu, phảng phất trong thiên địa vô tận pháp tắc đều hội tụ đến, để lăng tiêu khí thức trở nên thần bí mở mịt. Đây chính là đạp thiên cảnh giới thứ hai sao, lăng tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng tự nói. Trong mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, có bảy màu thần hà từ trong đó bắn ra, để hắn xem ra vô cùng uy nghiêm, đặc biệt là đỉnh đầu hai đóa đại đạo tiên hoa, óng ánh trong suốt, trùng điệp trong đó, hỗn độn quang thiểm thước, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới. Lăng tiêu cũng không nghĩ tới, hắn khi lấy được âm dương bí thuật cùng ngũ hành bí thuật phía sau lại có thể thừa thế xông lên trực tiếp đánh vỡ lần thứ hai cực hạn tấn thăng đến địa cảnh ở đỉnh đầu của hắn bên trên nhân tôn ngồi xếp bằng ở đại đạo tiên hoa bên trong xem ra rồi giống như là phiên bản thu nhỏ lăng tiêu chân thực thêm rõ ràng địa tôn xem ra mờ mịt bất định lưu động một loại luân hồi khí thức gợn sóng giống như là đã từng chết đi tất cả không thể dự đoán nhưng cũng chân thật từng tồn tại hiện tại quá khứ tương lai Lăng tiêu trong lòng hiện ra một loại hiểu ra, e sợ thứ ba thiên cảnh, tự đại diện cho tương lai, thiên tôn nhưng là đại diện cho tương lai các loại biến số. Ngưng tụ ra thiên địa nhân ba tôn, thì lại có thể nắm giữ hiện tại, quá khứ cùng tương lai, hoàn toàn thấy rõ tự thân, nắm giữ tự thân vận mệnh. Đây mới thật sự là đạp thiên tam cảnh, ngươi chẳng những nhận được ngũ hành bí thuật, tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến rồi địa cảnh, xem ra khoảng cách thiên cảnh cũng không xa. Cầm sắt đi tới, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Còn cần cảm ơn ngươi làm hộ pháp cho ta. Cầm Sắt, này giọt năm màu giọt máu chỉ sợ ta là không dùng được, ngươi phục dụng năm màu giọt máu, sau đó tham diễn ngũ hành bí thuật, cần phải cũng có thể tiến thêm một bước nữa." Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem năm màu giọt máu cùng đã sớm chuẩn bị xong truyền thừa tinh thạch đưa cho Cầm Sắt. Hắn đã đem ngũ hành bí thuật truyền thừa chân ý đóng dấu ở truyền thừa tinh trên đá, Cầm Sắt hết sức dễ dàng tựu có thể có được ngũ hành bí thuật truyền thừa lại thêm năm màu giọt máu mới có thể để cẩm sắt đột phá tu vi đến địa cảnh. Chương 2198, thần bí thiên cung. Lăng Tiêu rất cao hứng, cẩm sắt đã ở bất chi bất giác, trở nên có ôn nhu có nhiệt độ, một cách tự nhiên bỏ qua tìm hiểu ngũ hành bí thuật cơ hội, cũng muốn làm hộ pháp cho hắn. Thái thượng vong tình chi đạo, chính là thiên đạo, thiên đạo vô tình, không thôi vật hỉ không thôi kỳ bi, lấy tự thân lợi ích vì là căn bản, sẽ không bởi vì ngoại vật mà phát động động tình phẫn nộ, nhưng Lăng Tiêu nhưng phát hiện, bây giờ Cầm Sắt Phảng Phất đã đến thời khắc mấu chốt, nằm ở có tình chi đạo cùng vô tình chi đạo ở giữa, Phảng Phất bất cứ lúc nào đều có thể từ thái thượng vong tình chi đạo, bước vào đến thái thượng có tình chi đạo. Lăng Tiêu nhớ tới đế quân đã từng nói, nếu như Cầm Sắt có thể bước vào thái thượng có tình chi đạo, là có thể khôi phục qua lại ký ức, nhớ tới tất cả. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cầm Sắt chờ ở hắn bên người, loại này bất chi bất giác tác dụng là rất lớn. Cảm tạ, Cầm Sắt có chút trần chờ nhưng vẫn là đem năm màu giọt máu cùng truyền thừa tinh thạch nhận lấy gật đầu một cái nói không cần khách khí cầm sắt giữa chúng ta tuy hai mà một chờ ngươi nhớ tới qua lại ký ức liền biết hết thảy lăng tiêu khẽ mỉm cười nói tâm tình thật tốt hắn bây giờ đã chiếm được luân hồi bí thuật thiên phạt bí thuật âm dương bí thuật ngũ hành bí thuật cùng chiến thiên bí thuật này năm đại thiên công bí thuật không chỉ để lăng tiêu thực lực tăng mạnh càng để hắn cách tập hợp đủ thập nhị thiên công bí thuật lại gần rất nhiều bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ trừ cái này năm đại thiên công bí thuật ở ngoài lăng tiêu còn chiếm được không trọn vẹn vận mệnh bí thuật nhân quả bí thuật cùng thời không bí thuật hắn tin tưởng không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn tập hợp đủ thập nhị thiên công bí thuật đến thời điểm lấy thập nhị thiên công bí thuật làm căn cơ chứng đạo thành thánh đạo thành vô địch coi như là thân phận bại lộ hắn cũng có thể có một ít lực tự bảo vệ khoảng thời gian này lăng tiêu trong lòng có một loại cảm giác nguy hiểm luôn cảm giác chỉ sợ thân phận của hắn là ẩn giấu không được bao lâu. Hả, lão Sơn Dương bọn họ gặp một chút phiền toái, lăng tiêu trong con người tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Lão Sơn Dương truyền âm lại đây cầu viện, gặp phiền toái không nhỏ, để lăng tiêu trong lòng cũng là chấn động, dù sao lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân cùng phong thanh dương ba người đều là đạp thiên tam cảnh cường giả, có thể để cho bọn họ cảm giác được phiền phức, chỉ sợ là đối thủ lai lịch bất phàm. Chúng ta đến xem nhìn, Cầm sắt đem năm màu giọt máu cùng truyền thừa tinh thạch cất vào đến, vẻ mặt lại trở nên hờ hững bình tĩnh lên. "Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể để lão sơn dương đều cảm giác được phiền toái rốt cuộc là nhân vật nào." Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, cùng Cầm Sắt tung trời mà lên, hướng về lão sơn dương vị trí bay đi. Lão sơn dương, vô lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương ly khai phía sau, trong lúc vô tình ở trong mây, tìm được một tòa cổ xưa thiên cung. Tòa kia thiên cung ẩn giấu ở mây mù nơi sâu xa. Bị thần bí pháp tác bao phủ, không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, người bình thường căn bản không có cách nào tìm tới nơi này, như không phải lão Sơn Dương ba người số may, bọn họ không có khả năng phát hiện này một tòa thiên cung. Thiên cung toàn thân óng ánh trong suốt, như là dùng lưu ly li đúc ra, tản ra năm màu thần hà, xem ra vô cùng thần bí, ẩn chứa một loại minh mông đều uy. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương đều là hết sức hưng phấn, cảm giác được hẳn là gặp nào đó loại cường giả truyền thừa đều là nóng lòng muốn thử muốn đi vào thiên cung bên trong tầm bảo. Thế nhưng, thiên cung khí tức cũng là đưa tới hai cái khách không mời mà đến. Đó là hai cái khí tức sâu không lường được người trẻ tuổi. Một người mặc đạo bào năm màu, vóc người thon dài, xem ra anh Tuấn bất phàm, cả người trên dưới đều tản ra một loại mạnh mẽ vô cùng khí tức gợn sóng. Một cái khác thì lại xem ra hết sức phổ thông, thân người mặc áo bào cho, tóc đen rối tung, quanh thân phảng phất có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập, Tướng Mạo hết sức phổ thông, thế nhưng một đôi mắt nhưng vô cùng thâm thúy bình tĩnh. Lúc sớm nhất, lẫn nhau đổ vẫn là rất khắc chế, liên thủ phá vỡ Thiên Cung rất nhiều cấm chế, cuối cùng đẩy ra Thiên Cung cửa lớn, tiến vào Thiên Cung bên trong. Lão Sơn Dương đám người cũng biết hai người này lai lịch, trên người mặc đạo bào năm màu nam tử chính là Ngũ Hành Thiên Tông Thánh Tử Nguyên Thần, tướng Mạo bình thường nam tử chính là Hỗn Độn Thiên Tông Thánh Tử Vô Cực. Ngũ Hành Thánh Tông Thánh Tử cũng cho qua, thế nhưng Hỗn Độn Thiên Tông Thánh Tử nhưng để lão Sơn Dương ba người đều là trong lòng rung động. Hỗn Độn Thiên Tông cho tới nay đều là 12 thánh địa đứng đầu, toàn bộ thần giới bên trong thế lực mạnh mẽ nhất. Truyền thuyết, Hỗn Độn Thiên Tông đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, so với nhân tộc còn muốn cổ lão, không ai có thể rõ ràng Hỗn Độn Thiên Tông nội tình, liền ngay cả lúc trước nhân tộc chín đế bên trong đều có mấy người đang Hỗn Độn Thiên Tông tu hành quá. Hỗn Độn Thiên Tông vô cùng thần bí, truyền thuyết Hỗn Độn Thiên Tông thu đệ tử hết sức nghiêm ngặt hơn nữa không có ai biết hỗn độn thiên tông sơn môn vị trí giờ khắc này thấy được hỗn độn thiên tông thánh tử vô cực lão sơn dương ba người đang khiếp sợ sau khi cũng đều là âm thầm đề phòng rồi lên bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ căn bản nhìn không thấu vị này vô cực thánh tử tu vi tiến vào thiên cung phía sau bọn họ ở thiên cung bên trong phát hiện một quyển cổ kinh dùng văn cùng một đạo hình tròn đĩa ngọc mâu thuẫn rốt cục vẫn là sinh ra lão sơn dương ba người đều là coi trọng cái kia một quyển cổ kinh văn mà vô cực thánh tử cùng nguyên thần thánh tử nhưng là vô cùng bá đạo, không chỉ phải đem cái kia một đạo đĩa ngọc bỏ vào trong túi, càng là muốn chiếm được hoàn chỉnh cổ kinh văn, chỉ cho phép lão Sơn Dương ba người sao chép trong đó bộ phận. Nháy mắt, mọi người trở nên kiếm bạt nỗ trương lên. Hai vị thánh tử cũng thật là bá đạo a, à. có thể mở ra thiên cung cấm chế, chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả, các người muốn độc chiếm hai món báu vật này, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Vô lương đạo nhân thản nhiên nói. Ba vị đạo hiếu, các người biết tòa thiên cung này là địa phương nào không? Đây là ta ngũ hành thiên tông tiền bối lưu lại động phủ, mà này một quyển cổ kinh văn cùng cái kia một đạo đĩa ngọc, đều là ta ngũ hành thiên tông trí bảo, không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Ta có thể cho ba vị đạo hiếu một ít bồi thường, làm sao? Nguyên thần thánh tử cười nhạt một tiếng nói, vẻ mặt xem ra hết sức ôn hòa, nhưng lão Sơn Dương ba người lại có thể bén nhạy phát hiện đến, ở đằng kia ôn hòa sau lưng thích chứa ngạo khí. Cho chúng ta một ít bồi thường, nghĩ hay lắm, cái kia một quyển cổ kinh văn rất có thể ẩn chứa vô thượng đế thuật, đĩa ngọc cũng là thật không đơn giản, có thể là nào đó loại trí bảo. Chúng ta đáp ứng cùng các người chia đều, đã là các người chiếm đại tiện nghi, lẽ nào còn chưa biết thế nào là đủ sao? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, tính tình của hắn rất hot, giờ khác này nhìn nguyên thần thánh tử cùng vô cực thánh tử một chút cũng không hợp mắt, như không phải là bị vô lương đạo nhân ngăn cản, e sợ nó liền muốn trực tiếp nổ tung. Ba vị, ta khuyên các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nơi này là ta ngũ hành thiên tông tiền bối lưu lại động phủ có thể để cho các ngươi sao chép một phần cổ kinh văn đã là đặc biệt khai ân các ngươi có thể không nên được voi đòi tiên nguyên thần thánh tử vẻ mặt lạnh lùng quanh thân ngũ sắc hào quang càng ngày càng óng ánh lóa mắt lên được voi đòi tiên kha kha thật là bá đạo a à. ngươi nói nơi này là ngũ hành thánh tông tiền bối lưu lại động phủ nó là được rồi ta còn nói này là cháu của ta hiếu kính cho lão tử Mẹ kiếp, lão tử không ưa nhất các người này chút đạo mạo nghiêm trang đồ vật, muốn đánh thì đánh, thật sự cho rằng chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lão Sơn Dương có chút bị chọc giận, âm thanh băng hàn thấu xương, quanh thân có chiến ý hội tụ, phảng phất tùy thời có thể động thủ. Chương 2199, Vô Cực Thánh Tử. Ta khuyên các ngươi không nên ở chỗ này động thủ, Vô Cực Thánh Tử khoan hồng độ lượng, chấp thuận các ngươi sao chép cổ kinh văn ly khai, các ngươi có thể không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bằng không đắc tội rồi vô cực thánh tử, không có người cứu được các ngươi. Nguyên thần thánh tử cười lạnh một tiếng nói, tu vi của hắn cũng chính là cùng lão Sơn Dương, phong thanh dương sắp xỉ, phá vỡ một lần cực hạn, tấn thăng đến đạp thiên nhân cảnh, nhưng hắn vẫn phản phất lấy vô cực thánh tử dẫn đầu, bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc tác phong, đều để lộ ra cực kỳ thái độ cung kính. Vô cực thánh tử, nghĩ muốn ở lão tử trước mặt run uy phong, chỉ sợ các ngươi là chọn sai chỗ. Hôm nay ta liền đem lời để ở nơi này, hoặc là đem cổ kinh văn giao cho ta, hoặc là tự đánh đi. Lão Sơn Dương cười lạnh nói, khí thế quanh người ác liệt vô cùng, đem nguyên thần thánh tử cùng vô cực thánh tử đều khóa chặt lên, một luồng khí tức nguy hiểm phun trào ra, để tứ phương hư không hơi rung động. Mà giờ khắc này, vô cực thánh tử ánh mắt vẫn đều rơi vào cái kia một khối dịch hấu trong suốt đĩa ngọc bên trên, phảng phất chút nào đều không có đem Lão Sơn Dương ba người để ở trong mắt. Giờ khắc này, nghe được Lão Sơn Dương phía sau vô cực thánh tử phục hồi tinh thần lại khẽ cao mày nói, tin tưởng ta, hai món báu vật này không phải là các ngươi có thể mơ ước, hiện tại ly khai, ta có thể lưu các ngươi một mạng, hôm nay ta không muốn giết người. Vô cực thánh tử có một loại cao cao tại thượng tư thế, âm thanh uy nghiêm mà bá đạo, nhất thời để lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân cùng phong thanh dương đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái này vô cực thánh tử quả thật là vô cùng bá đạo. Muốn nuốt một mình tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ ngươi cũng quá bá đạo chứ ta đối với tạo hóa ngọc điệp cũng là cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi đưa chúng nó tất cả đều nhường cho ta làm sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo hờ hững mà thanh âm bình tĩnh. Vèo, vèo, lăng tiêu cùng cầm sắt đồng thời, từ thiên cung ở ngoài bay ngang vào, khí thế quanh người mạnh mẽ vô cùng, để thiên cung bên trong thần quang rừng rực, sương mù bốc hơi, vô cùng cuồng bạo. Lăng tiêu, người có thể rốt cuộc đã tới. Ngươi nếu như không tới nữa, chúng ta sẽ phải cùng hai tên khốn kiếp này làm." Lão Sơn Dương ánh mắt sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. "Đây không phải là còn không có đánh lên sao? Ngươi cứ như vậy không tự tin, cho rằng các ngươi không là hai người bọn họ đối thủ." Lăng Tiêu lườm một cái nói, trước hắn còn tưởng rằng Lão Sơn Dương ba người lâm vào trong tuyệt cảnh, vì lẽ đó cùng Cẩm Sắt đồng thời vô cùng lo lắng liền chạy đến, nhưng không nghĩ tới đi tới nơi này phía sau phát hiện lão sơn dương ba người chỉ là ở cùng hai vị thánh tử đối lập cũng không có đánh lên lăng tiêu cũng là nghe được nguyên thần thánh tử cùng vô cực lời của thánh tử đối với hai người bọn họ bá đạo trong lòng cũng là có chút bất mãn thế nhưng chờ hắn thấy được thiên cung trong cái kia hai cái bảo vật thời gian lăng tiêu nháy mắt liền hiểu vì sao nguyên thần thánh tử cùng vô cực thánh tử cố ý mạnh hơn chiếm hai món báu vật này bởi vì cái kia một đạo ngọc điệp chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ ngươi là người phương nào Nguyên thần thánh tử trong con người tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói ra: Thái thượng đạo cung cẩm sát thánh nữ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là chiến thần điện long ngạo thiên chứ? Ngươi cũng muốn theo ta là địch? Vô cực thánh tử thản nhiên nói, âm thanh hơi hơi kinh ngạc. Không sai, chính là ta. Không phải ta với ngươi là địch, là ngươi theo ta là địch. Ba người bọn họ đều là anh em tốt của ta, huynh đệ tốt bị người khi dễ. Nếu là ta không có thể vì bọn họ đòi về một ít công đạo cái kia ta cũng quá không xứng chức. Hơn nữa, ta đối với tạo hóa Ngọc Điệp cũng cảm thấy rất hứng thú. Lăng tiêu cười lạnh nói, ngươi có thể đủ nhận ra tạo hóa Ngọc Điệp, ta biết rồi, trên người ngươi cũng có tạo hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ chứ. Đem tất cả tạo hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi không chết. Vô cực thánh tử ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm lăng tiêu chậm rãi nói ra. Nghĩ muốn tạo hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không chỉ cần ngươi thắng rồi ta tất cả bảo vật đều là ngươi nhưng ngươi nếu bị thua hãy ngoan ngoãn đem hai cái bảo vật giao ra đây sau đó cong đuôi cút đi lăng tiêu cười nhạt một tiếng nói trong ánh mắt lộ ra cường đại chiến ý hắn bén nhạy phát hiện đến vô cực thánh tử trong cơ thể có tạo hóa ngọc điệp khí tức hơn nữa vô cùng tinh khiết dĩ nhiên không như trong cơ thể hắn tạo hóa ngọc điệp phải kém trên bao nhiêu để lăng tiêu trong lòng không khỏi dùng mình đây là hắn lần thứ nhất gặp được nắm giữ tạo hóa ngọc điệp người cái này hỗn độn thiên tông vô cực thánh tử, quả nhiên không đơn giản. Người đây là muốn khiêu chiến ta sao? Vừa rồi đột phá đến đạp thiên địa cảnh, xác thực bất phàm, nếu như người đem này cho rằng ngươi dựa dẫm, vậy ngươi tựu sai hoàn toàn. Vô cực thánh tử thản nhiên nói, vẻ mặt như cũng rất bình tĩnh. Ta còn thực sự muốn thử một chút, lăng tiêu đối chọi tương đối, nhìn chăm chăm vô cực thánh tử nói ra, quanh thân có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập ra. Vị này vô cực thánh tử thực lực cực mạnh, lăng tiêu suy đoán chỉ sợ hắn cũng đã đạt đến thứ ba thiên cảnh lại thêm hỗn độn thiên tông các loại vô thượng thần thông cùng tuyệt thế đế thuật để vô cực thánh tử có cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu nhưng coi như như vậy lăng tiêu hay là muốn cùng hắn một trận chiến hắn đem sẽ từng bước một đi tới đánh bại một cái lại một cái đối thủ quét ngang các lộ thiên kiêu tích lũy tự thân hùng hậu đại thế cuối cùng dắt cuồn cuộn ngất trời tư thế cùng thiên tử một trận chiến lăng tiêu biết hắn muốn có được nhân tộc ấn cùng thiên tử trong đó nhất định có một trận chiến ầm 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 lăng tiêu cùng vô cực thánh tử trong đó khí tức va chạm mình mông khí thế bốc lên giống như là hai đạo bao phủ thiên địa gió xoáy bùng nổ ra rừng rực vô cùng thần quang để thiên địa đều ở ầm ầm vang vọng hai người bọn họ bốn mắt tương giao đều là có sấm vang chấp giật bắn ra hỗn độn ánh sáng tỏa sáng hầu như có một loại hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy ngươi không sai nhưng ngươi không nên đụng vào tạo hóa ngọc điệp người đã không nguyện ý giao ra đây vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đến lấy từ hôm nay bắt đầu, chiến thần điện khí vận đoạn tuyệt. Vô cực thánh tử thản nhiên nói, âm um, âm um, âm, um, tiếng nói của hắn như huy hoàng thiên lôi giống như vậy, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, minh mông đại đạo pháp tác giáng lâm, từng đạo từng đạo đan sen vào nhau, như xích thần trật tự giống như vậy, trong phút chốc xuyên thủng hư không hướng về lăng tiêu vào tới. Cùng lúc đó, vô cực thánh tử cũng là ra tay rồi. Âm, um, hắn thật đơn giản một quyền hướng về lăng tiêu nổ ra, trong phút chốc hỗn độn ánh sáng nổ ra, vòm trời lay động, nhật nguyệt vô quang, mình mông hỗn độn quyền ấn cương mãnh tuyệt luân. Đến hay lắm, lăng tiêu mắt lúc này sáng lên, hắn chưa từng vô cùng thánh tử trên người, cảm thấy một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, vô cực thánh tử phảng phất trong cơ thể ẩn chứa vô tận hỗn độn, trong lúc phất tay, đều nắm giữ khó lường thiên uy. Đây mới thật là hỗn độn thánh thể, lăng tiêu cảm thấy áp lực, nhưng chiến ý càng phát hừng hực lên, tay nắm vô địch quyền ấn, quanh thân áng vàng dâng lên, lòng ngâm chấn động cửu tiêu, một đạo kim sắc thần long ngang trời đánh tới vô cực thánh tử. Âm ầm, hư không rung động, nóng rực thần quang càn quét ra, để này một tòa thiên cung đều đang kịch liệt rung động, lăng tiêu cùng vô cực thánh tử đều là đồng thời bay ngược ra. Chương 2200, hỗn độn thánh thể